Đại quản gia là ma hoàng, Trác Nhất Phàm. Tập 19. Phốc. Đột nhiên, ngay tại cười lớn Trác Phàm, đột nhiên trong mắt một lồi, thân thể lắc một cái, tại tử sắc lôi mang nổ vang phía dưới, nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi tới. Mà cái kia máu tươi vừa rơi xuống đất, liền đụng một tiếng nổ tung lên, tại màu vàng thổ địa bên trên nổ tung một cái đen nhánh dấu vết. Cổ Tam Thông thấy một lần, không khỏi kinh hãi, chặn lại nói, nghĩa phụ, ngươi thế nào? Không có việc gì, chỉ là cái này tử lôi. Quả nhiên là lợi hại. Trác Phàm vệt một thanh khóe miệng đỏ tươi, suy yếu thở dài một hơi, trong mắt lóe lên thật sâu ngưng trọng. Cái này tử lôi so hắn tưởng tượng muốn lợi hại hơn nhiều, hắn thiên ma đại hóa quyết căn bản là không có cách hoàn toàn luyện hóa. Giờ này khắc này, cái này tử lôi ngay tại trong thân thể của hắn toán loạn, phá hư hắn toàn bộ thân hình. Thế nhưng là, hắn lại không có cách nào. Cái này giống độc dược mãn tính, ngươi biết rõ nó tại trong thân thể ngươi tàn phá bừa bãi, lâu dài đi xuống chắc chắn sẽ đòi mạng ngươi, nhưng ngươi chính là không thể làm gì. Xa xa liếc mắt một cái kia không giới hạn cát vàng, Trác Phàm thở sâu, dáng chống đỡ lấy đứng lên, trên mặt lóe qua một đạo vẻ kiên định, Tam Thông, người bồi ta đi nhìn chung quanh một chút hoàn cảnh, có cái gì kỳ quặc địa phương. Trong lòng của hắn minh bạch, cái này tử lôi là thiên đế thần thông một trong, cởi chuông phải do người buộc chuông. Hắn không cách nào trừ tận gốc thân thể này bên trong tử lôi, thì phải nghĩ biện pháp tìm tới thiên đế di tích. Có lẽ nơi đó có cái gì phương pháp chữa thương. Cổ Tam Thông rất ngoan ngoãn gật đầu, đem Trác Phàm đỡ dậy nói, ách, nghĩa phụ, người gọi ta tiểu tam tử liền có thể, trước kia cái lão cha cũng là gọi ta như vậy, còn lại những cái kia cùng ta quen biết người, cũng đều gọi ta như vậy. Trác Phàm khẽ gật đầu, liệt lên khô khốc khóe miệng, hớn hở nói, tốt, tiểu tam tử, người ở phía trước dò đường. Vâng, Cổ Tam Thông liền ôm quyền, liền sôi nổi đi đến phía trước. Tựa hồ là nhận Trác Phàm làm nghĩa phụ, cảm giác có thân nhân làm bạn, Cổ Tam Thông gan lớn rất nhiều, cho dù là trên đỉnh đầu ầm ầm thanh âm không ngừng. Biết Trác Phàm ở phía sau theo, hắn cũng không còn như vậy khiếp đảm. Nhưng là đi hơn 3 canh giờ, hai người vẫn như cũ dạo bước tại cái này mênh mông cát vàng bên trong, không nhìn thấy một tia phần cuối. Trác Phàm chậm rãi dừng bước lại, mi đầu thật sâu nhăn lại tới. Cổ Tam Thông cảm giác được sau lưng động tĩnh, cũng dừng lại, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía hắn, nghĩa phụ, ngươi làm sao? Tiểu Tam Tử, ngươi có hay không cảm giác cho chúng ta tại nguyên chỗ đảo quanh? Trác Phàm nhìn chung quanh hướng bốn phía, trong mắt lo nghĩ càng ngày càng sâu, sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng, không tốt, đây là một cái huyễn trận. Cổ Tam Thông trong mắt ngưng tụ, vội vàng đi vào Trác Phàm trước mặt, cả kinh nói, cái gì, huyễn trận? Ta tại sao lại bị nhốt đến trong huyễn trận? Cổ Tam Thông bẻ quyệt miệng, tựa hồ hắn trước kia cũng có qua tương tự kinh lịch, nhưng là trong mắt lại không có một tia khiếp đảm, ngược lại cười nói, không sao, nghĩa phụ, chẳng phải một cái chỉ là huyễn trận a, nhìn ta nhất quyền đem nó đánh nát. Vừa dứt lời, Cổ Tam Thông liền giơ lên cái kia non nớt nắm tay nhỏ, bỗng nhiên hướng một cái phương hướng đánh tới. Ông, nhưng gặp một đạo như thực chất ba động phát ra, nhưng là sau một khắc, lại không phải như trước kia một dạng, gây nên không gian chấn động, phương viên trăm dặm san thành bình địa. Ngược lại là tại ngắn ngủi chấn động về sau, liền biến mất không thấy gì nữa. Cổ Tam Thông không khỏi quá sợ hãi, làm sao có thể. Tại hắn trước kia bất bại chiến tích bên trong, cái này là tuyệt đối chưa từng xuất hiện sự tình. Trác Phàm thì là bật cười lắc đầu, tựa hồ sớm đã đoán được kết quả. Đây cũng không phải bình thường người bố trí xuống trận thức, mà chính là thượng cổ mạnh nhất tam đế một trong thiên đế chỗ bố trí. Nếu là dễ dàng như vậy liền bị một cái tiểu quái vật lấy cậy mạnh phá giải lời nói, vậy hắn cái này thiên đế cũng sẽ không cần làm. Lão tử còn tìm cái gì thiên đế di tích, trực tiếp bái cái này tiểu quái vật vi sư đến. Tiểu tam tử, không cần uổng phí sức lực, người trước tới. Nhìn đến Cổ Tam Thông còn tại đối bốn phía huy quyền. Trác Phàm không khỏi bật cười lắc đầu, vẫy chào đem hắn gọi vào bên người, nghiêm túc nói, tiểu tam tử, ngươi cùng ta nói thật, trước kia ngươi chưa từng tới nơi này sao? Cổ Tam Thông sững sờ, mặt mũi tràn đầy mê mang lắc đầu. Trác Phàm khẽ cau mày, trong lòng kỳ quái, vậy ngươi tại sao lại sợ cái này tử lôi, chẳng lẽ ngươi trước kia chưa thấy qua?
Không có, Cổ Tam Thông nghĩ một lát, lần nữa lắc đầu, bình tĩnh nói, ta cũng là lần này vừa mới nhìn thấy, không khỏi kỳ quái, ta giống như trời sinh sợ cái đồ chơi này, vừa nghe đến cái này tiếng sấm thì toàn thân phát run. Không giống như là bình thường những cái kia lôi điện, ta chỉ là chán ghét, lại không sợ. Lời vừa nói ra, Trác Phàm càng thêm kỳ quái. Ấn hắn suy đoán, tiểu tử này phải cùng Lạc Lôi Hạp có quan hệ, nhưng là bây giờ. Không khỏi sờ mũi một cái, Trác Phàm suy nghĩ rất lâu, thì thào lên tiếng, không có khả năng a, không có người một ngày sinh sợ cái gì đồ vật, chẳng lẽ nói. Đây là tổ tiên trí nhớ. Nghĩ tới đây, Trác Phàm chặn lại nói, tiểu tam tử, người lợi hại như vậy, sư phụ ngươi là ai? Ta không có sư phụ. Vậy ngươi 300 năm trước, là tu luyện thế nào đến thiên huyền cảnh? Cẩn thận trầm ngâm một trận, Cổ Tam Thông lắc lắc đầu, trên mặt một mảnh mê mang, không biết, phản chính tự mình có thể nhớ được, cũng là thiên huyền cảnh. Cũng không có người thân bằng hữu, chỉ có chính ta tìm dược tài ăn. Nghe được lời này, Trác Phàm trong lòng càng kinh hãi hơn, một cái không có khả năng phỏng đoán, xuất hiện tại hắn trong lòng. Chẳng lẽ tiểu tử này, căn bản cũng không phải là người. Trác Phàm không khỏi liếm liếm khô quắt bờ môi, bị chính mình cái này suy nghĩ giật mình. Nói chung, nhân loại đều là thông qua tu luyện, cảm ngộ thiên đạo, tự yếu mạnh lên. Nhưng là có chút giống loài, trời sinh thì đủ cường đại, giống linh thú. Mà có thể hóa thành hình người, cũng là tại nó phía trên. Nghĩ tới đây, Trác Phàm không dám nghĩ tiếp nữa, nếu thật là dạng này, cái này bị thánh vực tất cả cao thủ chỗ xem thường con kiến hôi chi địa, phàm giai, chẳng phải là cất giấu tránh thức nhân vật đáng sợ. Vừa nghĩ tới vạn thú sơn mạch cái kia cao thủ thần bí, Trác Phàm trong lòng suy đoán này liền càng thêm khẳng định. Nghĩa phụ, đột nhiên, Cổ Tam Thông ánh mắt sáng lên, dường như nghĩ đến chủ ý, cười nói, dùng lỗ mũi của ta a, trước kia rơi vào huyễn trận bên trong, cái gì đều là giả, nhưng chỉ có lỗ mũi của ta không biết lừa gạt ta. Ta thì dùng lỗ mũi của ta, cho chúng ta tìm ra một cái thông đạo. Trác Phàm cười lắc đầu, từ chối cho ý kiến. Trước kia ngươi có thể sử dụng cái mũi phá trận, là bởi vì ngoài trận có các loại mùi vị chỉ dẫn ngươi. Thế nhưng là nơi này, phóng nhãn bốn phía trừ hạt cát cũng là hạt cát, chỗ nào có thể dựa vào cái mũi ra ngoài. Nếu là trận thức này giữ lấy lớn như vậy một sơ hở lời nói, cái kia thiên đế chẳng phải cùng đần độn giống nhau sao, khóa cửa, còn cho người ta lưu chìa khóa. Thế nhưng là, còn không đợi hắn phát ra cười nhạo thanh âm, Cổ Tam Thông đã là nhún nhún cái mũi. Trong mắt bỗng nhiên sáng lên có, nghĩa phụ, ta nghe thấy được một cỗ quen thuộc vị đạo, đi theo ta. Cái gì? Trác Phàm trợn mắt há hốc mồm mà nhìn lấy hắn, mặt mũi tràn đầy không thể tin, chỉ là bị đứa bé này lôi kéo đi về phía trước. Thế nhưng là đi chưa được mấy bước, lại là đột nhiên dừng lại, lại nhún nhún cái mũi, cúi đầu nhất chỉ đường hầm có, đây chính là xuất khẩu. Trác Phàm nghe đến, nhấc mắt nhìn đi. Lại chỉ thấy chỗ đó chỉ là bầy biện một khối không đến cao ba tấc đất đá, một chân liền có thể đá bay, chẳng lẽ đây chính là thông qua huyễn trận mắt trận sao? Thế nhưng là còn không đợi hắn tiếp tục suy nghĩ, Cổ Tam Thông đã là lôi kéo bàn tay hắn, nghiêng thân thể hướng phía dưới khẽ đảo. Bạch! Trước mặt tràng cảnh trong nháy mắt biến hóa, bọn họ vốn là hướng phía dưới ngược lại dáng người, lại là đột nhiên thẳng lấy thân thể đi tới. Mà cảnh tượng trước mắt cũng lớn vì cải biến. Nguyên lai nơi này là như thế nhỏ, phương viên bất quá một dặm chỗ, bầu trời vẫn như cũ là tấm màn đen, nhưng mặt đất đã không có cát vàng, ngược lại là đỏ thẫm đất đai. Trác Phàm nhặt lên một số người một cái, đều là tản ra huyết tinh chi khí. Lại quay đầu nhìn về phía đến trước con đường, nguyên lai bọn họ một mực tại phương viên 100 mét trong sân đảo quanh. Thật sâu hút khẩu khí, Trác Phàm không khỏi âm thầm may mắn. May mắn lần này có Cổ Tam Thông đi theo, không phải vậy hắn coi như tiến vào nơi này, đoán chừng cũng muốn mài chết tại cái kia huyễn cảnh bên trong. Thế nhưng là đúng lúc này, từng tiếng khóc nức nở lại là đột nhiên truyền vào hắn trong tai. Không khỏi sững sờ, Trác Phàm quay đầu nhìn qua, lại chính gặp Cổ Tam Thông chính dựa vào tại một cái đỏ bừng vòng tròn lớn cây cột bên cạnh, càng không ngừng khóc nức nở, trên mặt đã là treo lên hai đạo nước mắt, nhìn qua cực kỳ đáng thương. Tiểu Tam Tử, ngươi làm sao? Trác Phàm lông mày nhíu lại, có chút khó hiểu nói. Lắc lắc đầu, Cổ Tam Thông một bên khóc,
một bên Chi Ngô đạo, ta cũng không biết, ngươi nhìn, ta chính là nghe nó mùi vị đi ra, thế nhưng là vừa tiếp cận nó, ta thì ngăn không được thương tâm khổ sở. Không khỏi hơi sững sờ, Trác Phàm lúc này mới quan sát tỉ mỉ căn này đỏ bừng cây cột lớn. Thế nhưng là không nhìn không biết, xem xét giật mình. Cái này cây cột lại có mấy trăm trượng cao, uyển như một tòa núi nhỏ cao vút trong mây, mà lại kéo dài tới chân trời, thậm chí đâm xuyên cái kia màu đen thương khung. Cuồng loạn tử lôi càng không ngừng bổ vào cái này trụ lớn lên, tản mát ra từng trận khét lẹt mùi vị, lại là vẫn như cũ khó có thể dung chuyển nó mảy may. Trác Phàm gặp, không khỏi âm thầm tắc lưỡi. Suy nghĩ cái này màu đỏ trụ lớn đến tột cùng là cái gì, thế mà có thể đứng vững nhiều như vậy tử lôi cuồng bổ nổi giận chém. Phải biết, cái này bên trong thế nhưng là có mạnh nhất thập nhị trọng thiên tử lôi a. Dạng này lực phá hoại đều cao ngất không ngã, có thể thấy được cái này trụ lớn xác thực phi phàm. Đồng thời Trác Phàm cũng cười thầm, cái này thiên đế quả nhiên là đần độn sao. Cái này trụ lớn lên lớn như vậy vị đạo, cái mũi nhạy bén tự nhiên có thể tìm tới đường ra. Ai, chờ chút. Đột nhiên, Trác Phàm tựa hồ ý thức được cái gì, lần nữa quan sát tỉ mỉ lấy căn này trụ lớn, còn thật sâu hút mấy cái khí, trong mắt rung động lại là càng ngày càng sâu. Cái mùi này, linh khí nồng đậm còn kèm theo dã tính, là thuộc về linh thú. À không, là, thánh thú. Trác Phàm không khỏi hít sâu một hơi, trong lòng rung động không hiểu. Chẳng lẽ nói, căn này trụ lớn không phải cái gì thiên nhiên khoáng sản, khắp nơi kết tinh, mà chính là thánh thú tay chân. Nghĩ tới đây, Trác Phàm vội vàng cẩn thận hồi tưởng, theo trong đầu lật xem cửu bí lục bên trong ghi chép. Thượng cổ thời kỳ, ngũ đại thánh thú cùng tồn tại thiên hạ, không người có thể địch, cho dù đế cấp cao thủ cũng không dám nhẹ thử phong mang, chỉ có mạnh nhất tam đế mới có thể cùng so sánh được, bọn họ chính là thượng cổ ngũ đại thánh thú một trong, Trùng Thiên Kỳ Lân. Trác Phàm mở choàng mắt, hét to lớn tiếng, đã là hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người. Hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, cùng thượng cổ thập đế nổi danh ngũ đại thánh thú một trong, Trùng Thiên Kỳ Lân hội xuất hiện ở đây. Hơn nữa nhìn nó bộ dáng, rõ ràng đã chết hẳn, chỉ có một cái Trùng Thiên Kỳ Lân chân, còn không chút do dự đứng thẳng giữa thiên địa. Mà giết nó người, không cần nói cũng biết, chính là thập nhị trọng thiên tử lôi kim nhãn chủ nhân, thiên đế không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ nói, nơi này cũng không phải là cái gì thiên đế di tích, mà chính là thiên đế lò sát sinh à? Phanh phanh phanh, khắp nơi đang không ngừng lắc lư, đem Trác Phàm thu suy nghĩ lại tới. Trác Phàm quay đầu xem xét, lại chính gặp Cổ Tam Thông trên mặt mang lệ nóng, đang liều mạng lay động cái kia trụ lớn. Thế nhưng là, theo cái kia trụ lớn lắc lư, toàn bộ không gian cũng bắt đầu chấn động ra. Từng đạo tử lôi bổ vào cái kia đỏ thấm quang mang trên, giống như muốn chui vào nơi này âm hiểm độc xà, tùy thời chuẩn bị hồng mang tán đi về sau, đem nơi này hóa thành cho tàn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Trác Phàm không khỏi quá sợ hãi, vội vàng chặn lại nói, tiểu tam tử, ngươi làm gì? Cái này bảo hộ chúng ta hồng mang, tựa hồ là cái này Trùng Thiên Kỳ Lân chân phát ra. Nếu là nó ngược lại, chúng ta tất cả đều phải chết ở chỗ này. Thế nhưng là, ta không muốn lại nhìn nó bị những cái kia tử lôi bổ, trong lòng khó chịu. Khóe miệng một xẹp, Cổ Tam Thông khóc sụt sùi xịt xịt cái mũi. Trong lòng không khỏi run lên. Trác Phàm nhìn xem cái này Cổ Tam Thông, nhìn nhìn lại cái này phóng lên tận trời Kỳ Lân cước, tựa hồ nghĩ đến cái gì. Chỗ, một giọt máu đào hơn ao nước lã, Cổ Tam Thông đủ loại quái dị, đã chứng minh hắn không phải thường nhân. Mà đi tới nơi này, hắn thế mà cùng cái này Trùng Thiên Kỳ Lân chân sinh ra cộng minh, sẽ vì nó thút thít. Chẳng lẽ, hắn cùng ngũ đại thánh thú một trong Trùng Thiên Kỳ Lân, có huyết mạch quan hệ. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm không khỏi thở dài, trong lòng mềm nhũn, tiến lên sờ sờ đầu hắn nói, nếu như ngươi không muốn hắn trên trời có linh thiêng thương tâm lời nói, thì không muốn làm như thế. Cổ Tam Thông chố mắt nhìn, không rõ ràng cho lắm. Trác Phàm lắc đầu cười cười nói, ta chết ngược lại không quan trọng, nhưng là ngươi mà chết, đoán chừng căn này cây cột lớn cũng sẽ khổ sở. Nghĩ đến trên đời không có ai sẽ hy vọng chính mình hậu nhân, hoặc tộc nhân không chịu chết đi. Ngươi nói là, ta là hắn tộc nhân, thậm chí thân nhân. Cổ Tam Thông mở to hai mắt, treo nước mắt,
không thể tin nói. Khẽ gật đầu, Trác Phàm thản nhiên nói, ngươi thấy cái này Kỳ Lân Cước bị sét đánh, tâm lý hội khổ sở. Chẳng lẽ vị này Kỳ Lân Cước chủ nhân biết ngươi bị Tử Lôi đánh chết, hắn lưu lại Kỳ Lân Cước không thể bảo vệ tốt ngươi, tâm lý liền sẽ không càng khổ sở hơn sao? Thật sâu nhìn Trác Phàm liếc một chút, Cổ Tam Thông vệt một thanh trên mặt nước mắt, rốt cục không còn lắc lư cái kia trụ lớn, Trác Phàm không khỏi thở dài ra một hơi. Phốc! Đột nhiên, Trác Phàm lại là một ngụm máu tươi phun ra, rơi xuống đất tức nổ, sắc mặt cấp tốc trắng xám xuống tới. Cổ Tam Thông gặp không khỏi kinh hãi, vội vàng đem hắn đỡ lấy. Thế nhưng là Trác Phàm lại là khoát khoát tay, khổ cười ra tiếng, xem ra cái này Tử Lôi đối với ta thân thể thương tổn càng tăng lên hơn, vốn là muốn ở chỗ này tìm tới Thiên Đế di tích, tìm kiếm giải cứu chi pháp, không nghĩ tới. Thật sâu hít một hơi, Trác Phàm thở dài lên tiếng, xem ra, coi như ta không có chết ở bên ngoài, cũng sẽ mài chết ở bên trong. Nghĩa phụ, người không có việc gì, chúng ta mới vừa vặn nhận nhau. Cổ Tam Thông nghe xong, vội vàng khẩn trương nói. Hắn thật vất vả tìm tới một cái giống Trác Phàm quan tâm như vậy người khác, lại muốn chết đi, Cổ Tam Thông không cảm giác trong lòng khổ sở, trong mắt xuất hiện lần nữa nước mắt. Trác Phàm gặp này, bật cười lắc đầu, nghĩ hắn cả đời làm ác, chưa làm qua mấy cái chuyện tốt, nhưng là trước khi chết lại có người vì hắn thúc thít, cũng coi như khó được hảo báo. Mấu chốt là, hắn đứa con trai nuôi này, cũng là hắn không có hảo ý lừa gạt tới. Ánh mắt hơi hơi mị mị, Trác Phàm than nhẹ lên tiếng, thoát thêm một viên tiếp theo chữ vật giới chỉ, đeo tại Cổ Tam Thông đầu ngón tay lên, giống như lưu di sản đồng dạng, cười nói chiếc nhẫn này bên trong có không ít dược tài, lưu cho ngươi. Hy vọng ngươi mau chóng lớn lên, lấy ngươi trời sinh huyết mạch thần lực, ngày sau chắc là có biện pháp chạy ra nơi này. Nghĩa phụ, Cổ Tam Thông méo miệng, nước mắt ào ào, rất là cảm động. Trác Phàm xoa một chút hắn nước mắt, tiếp tục theo lôi linh giới bên trong móc ra cái kia lôi vân tước trứng chim, đưa lên, ta chết về sau, sợ ngươi ở chỗ này buồn chán, con chim này thì đưa cho. Thế mà, hắn lời còn chưa nói hết, cái kia trứng chim liền đã tạch 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 bắt đầu vỡ vụn. Trác Phàm không khỏi khẽ giật mình, thì thào lên tiếng, ta dựa vào, cái này trứng thế mà ấp trứng, chẳng lẽ là... Tức! Đột nhiên, một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài phát ra, trứng lớn ầm vang vỡ vụn. Từ bên trong giò ra một con chim nhỏ đầu đến, toàn thân cao thấp lôi quang nổ vang. Chỉ là, nó cùng bình thường lôi vân tước khác biệt, lại là tử sắc. Mà lại cái kia che đắp lên trên người lôi mang, càng là làm cho người nghe tin đã sợ mất mật Tử Lôi. Cổ Tam Thông thấy một lần, không khỏi dọa đến vội vàng tránh đến một bên, Trác Phàm cũng đã hoàn toàn nhìn ngốc, bà mẹ ngươi chứ gấu à, vừa ra đời cũng là nhất trọng thiên Tử Lôi. Cái này lôi vân tước. Biến dị đi. Chít chít chít. Chim nhỏ nháy một đôi lục đậu mắt to đồng tử, bốn phía nhìn xem, đợi nhìn đến Trác Phàm lúc, lại là nghiêm chỉnh đem hắn nhận thành mẫu thân mình. Không khỏi vui sướng vẫy hai lần cánh, nhảy ra. Bởi vì vừa ra đời, còn không biết bay lượn, đành phải lảo đảo dẫy dụa nhỏ gầy thân thể, đi vào trước mặt hắn, ở trên người hắn tới lui cọ cọ. Trác Phàm kinh ngạc nhìn con chim nhỏ này nháy mắt mấy cái. Lại là bật cười ra tiếng, cười mắng, tiểu súc sinh, lần này tới Lạc Lôi Hạp, cái được lợi nhất cũng là ngươi đi. Bình thường lôi vân tước nhiều lắm là trưởng thành là 6 cấp linh thú, trên thân cũng chỉ là bình thường lôi điện. Người vật nhỏ này lại là tại Tử Lôi bên trong thai nghén, ngày sau không biết muốn trưởng thành đến loại tình trạng nào, thật là khiến người chờ mong a. Nghĩa phụ, nhanh bắt lấy nó, đừng cho nó tới gần ta. Thế mà... Cổ Tam Thông lại là trốn ở cái kia Kỳ Lân Cước đằng sau, phất phất tay, hét lớn lên tiếng, tựa hồ tương đương sợ hãi. Trác Phàm không khỏi nhịn không được cười lên, lắc đầu liên tục, tiểu tam tử, người sợ nó làm gì? Nó trên thân Tử Lôi chỉ có nhất trọng thiên, liền lão tử đều thương tổn không, huống chi là ngươi. Huống hồ, chờ lão tử quy thiên về sau, nơi này thì thừa nó cùng ngươi làm bạn, có gì có thể sợ? Đến! Nói đến ta vì vật nhỏ này cũng cầm không ít tâm tư, cũng coi là nhi tử ta. Người cái này làm ca ca, nhanh đến chiếu cố một chút đệ đệ. Trác Phàm không khỏi tính trẻ con nổi lên, biết rõ Cổ Tam Thông hoảng sợ Tử Lôi, còn vẫn như cũ cười mắng lấy để hắn tới cùng con chim nhỏ này thân cận. Cổ Tam Thông dọa đến phát run, liền vội vàng lắc đầu.
Trác Phàm lại là cười to lên, dù sao không còn sống lâu nữa, không bằng trêu chọc cái này thiên vũ đệ nhất cao thủ, bất bại ngoan đồng chơi, lấy cái việc vui cũng tốt. Sau đó hắn cố ý đem cái kia chim nhỏ để dưới đất, ra hiệu nó đi tìm cổ Tam Thông. Chim nhỏ xem xét đây là xuất từ mẫu thân nó mệnh lệnh, không khỏi vui vẻ lĩnh mệnh, lúc lắc thân thể kỳ kỳ cha cha hướng cổ Tam Thông đi đến. Phảng phất là một cái muốn tìm ca ca chơi tiểu đệ đệ một dạng, chỉ là nó cái kia trên thân tử lôi, đùng đùng sao không dứt loạn hưởng, để cổ Tam Thông thấy một lần, liền không nhịn được toàn thân run rẩy. Đi ra, đừng tới đây. Cổ Tam Thông gấp nắm lên trên mặt đất đất đá, hướng nó ném đi. Thế nhưng là cái kia chim nhỏ tuy nhiên đi bộ bất ổn, nhưng lại tương đương nhạy bén, nhún nhảy một cái thì tránh thoát đi. Mà lại, nó còn tưởng rằng đây là ca ca tại cùng nó chơi đùa, không khỏi càng thêm hưng phấn mà hướng cổ Tam Thông nhảy xuống. Cổ Tam Thông kia đáng thương khuôn mặt nhỏ đều nhanh hoảng sợ khóc, một mực ném lấy đất đá, lại là làm sao cũng nện không chúng nó. Trác Phàm ở một bên lại là cười ha ha, ngược lại có một loại lúc tuổi già chơi đùa vui vẻ. Bất quá, cũng có lẽ là thật bị buộc gấp, cổ Tam Thông gặp đồng dạng đất đá không được việc, bốn phía tìm kiếm có thể ném đồ vật. Rốt cục, tại hắn trái sau ba bước vị trí, hắn nhìn đến một khối màu trắng nhô lên. Cổ Tam Thông không nói hai lời, đi qua nhặt lên, lại là khẽ giật mình, vậy mà cầm không được. Lấy hắn khí lực mà nói, một khối hòn đá nhỏ thế mà cầm không được, đây chính là hiếm lạ. Sau đó hắn bỗng nhiên một tay cắm vào trong đất, phí sức chín châu hai hổ, mới đưa khối này quỷ dị lồi thạch toàn bộ dơ lên. Chỉ thấy cái kia lồi thạch theo trong đất tận gốc dơ lên về sau, có chiều cao hơn một người, tại cổ Tam Thông đứa bé này trong tay, lộ ra tương đương không cân đối. Mà lại, cái kia cố dị thường trọng lượng, đúng là để cổ Tam Thông đều cảm thấy có chút cố hết sức. Trác Phàm giật mình, cần quát bảo ngưng lại, thế nhưng là cổ Tam Thông tựa hồ thật rất sợ hãi, gặp cái kia chim lập tức liền muốn đi gần chính mình, cũng nhịn không được nữa, liền một sử dụng lực ném đi qua. Cái kia chim nhỏ không khỏi giật mình, ủy cánh trong nháy mắt phi lên, đúng là nhanh như vậy liền học được bay lượn. Đụng một tiếng, cự thạch nện trên mặt đất, đập ra một cái 1 mét vuông hố to. Chim nhỏ hãi hùng khiếp phía rơi vào trên đá lớn, lại nhìn về phía cổ Tam Thông lúc, trong mắt cũng là lộ ra vẻ sợ hãi. Nguyên lai vị này ca ca không phải cùng nó đùa giỡn, là thật đáng ghét nó a. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, nhìn lấy cổ Tam Thông tức giận bộ dáng, cần mở miệng mắng lên, lại là đột nhiên trong mắt ngưng tụ, chăm chú để mắt tới khối cự thạch này. Giờ này khắc này, hắn mới tới kịp cẩn thận xem. Nguyên lai khối này cự thạch, giống như một cái trứng lớn một dạng, bề mặt sáng bóng trơn trượt như gương, thậm chí có thể lộ ra ảnh tới. Thế nhưng là cẩn thận quan sát dưới, liền có thể phát hiện, cái này cự trong đá tựa hồ có lưu quang toán loạn, thậm chí còn có bóng người ở bên trong thoáng hiện. Hồi ảnh thạch, Trác Phàm không khỏi hét to lớn tiếng, trái tim đông đông trực nhảy, lẩm bẩm nói cái này nhặt được bảo bối. Hồi ảnh thạch cho dù tại thánh vực cũng 10 phần thưa thớt, chính là một số truyền thế thánh tộc, vì đem chính mình bất truyền chi bí, lưu truyền xuống, mới đưa chúng nó ghi lại ở bên trong hiếm thấy chân bảo. Đồng dạng dạng này hồi ảnh thạch, sẽ chỉ truyền cho thánh tộc tộc trưởng. Tộc trưởng đem thạch đầu đánh vỡ, bên trong liền sẽ đem tổ tiên lưu lại tuyệt kỹ, truyền thụ xuống. Đợi truyền thụ hoàn tất, hồi ảnh thạch liền vô dụng. Chờ tộc trưởng cao tuổi, hoặc là sắp vĩnh biệt cõi đời lúc, lại đem bí kỹ ghi chép tại xuống một miếng hồi ảnh thạch bên trong, truyền cho người kế nhiệm tộc trưởng. Cứ như vậy, trong tộc bí kỹ liền sẽ không ngoại truyền. Thế nhưng là, hắn vạn vạn không nghĩ đến, tại kết giới này bên trong, sẽ có hồi ảnh thạch xuất hiện. Như vậy, cái này hồi ảnh thạch bên trong ghi chép sẽ là ai tuyệt học đâu? Hoặc là trùng thiên kỳ lân, hoặc là cũng là thiên đế chính mình. Mà nếu thật là thiên đế lời nói, cái này thì phát đạt, nói không chừng còn có thể giải trừ hắn trên thân tử lôi quấn thân nỗi khổ. Nghĩ đến đây, Trác Phàm liền nhìn không được thẳng xoa tay, kích động nói, tiểu tam tử, cho lão tử đánh phá tảng đá kia. Cổ Tam Thông sững sờ, còn tưởng rằng Trác Phàm tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, liền cúi đầu nói, người muốn mắng ta liền mắng tốt, ta xác thực không nên dùng lớn như vậy tảng đá đi nện cái kia con chim nhỏ. Đã ngươi cũng nhận nó làm nhi tử, vậy hắn thì là đệ đệ ta làm như vậy xác thực quá phận,
ngươi thực sự không cần cầm thạch đầu đến làm ngụy trang. Trác Phàm một trận dở khóc dở cười, gật đầu nói, ngươi biết sai có thể thay đổi, lão tử cảm giác sâu sắc vui mừng. Bất quá lão tử thật không có phải mắng ngươi ý tứ, cũng là để ngươi giúp ta mở ra tảng đá kia, có lẽ như thế lão tử cũng không cần chết. Ánh mắt không khỏi sáng lên, Cổ Tam Thông không rõ ràng cho lắm, nhưng là nghe đến có thể cứu Trác Phàm, hắn vẫn là hết sức kinh hỉ. Sau đó, oanh trong một tiếng nổ vang, khối kia hồi ảnh thạch tại Cổ Tam Thông một cái non nớt nắm đấm thép phía dưới hóa thành khối mảnh vụn. Đủ mọi màu sắc pha trộn vũ khí, theo hòn đá kia bên trong phát ra, hình thành một trận sương mù. Lúc này, cái kia trong sương mù xuất hiện một bóng người, nhìn qua hơn 20 tuổi bộ dáng, nhưng là sắc mặt lại cực kỳ trang nghiêm. Hai cái tròng mắt bên trong, mắt trái có tử mang chớp động, mắt phải thâm thúy không nhìn thấy đáy. Tựa hồ lại chằm chằm một hồi, cả người liền bị hắn hút đi vào một dạng. Thượng cổ thập đế đứng đầu, thiên đế, chỉ một cái liếc mắt, Trác Phàm liền nhận ra. Mà người kia sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ cũng đang ngó chừng phía dưới, nhưng là trong mắt lại giống như nhìn xuống mọi loại con kiến hôi, nhẹ nhàng mở miệng, tuổi trẻ hậu bối, đã ngươi may mắn mở ra bổn tọa hồi ảnh thạch, vậy thì là ta tộc nhân. Bổn tọa làm sẽ đem bổn tọa đệ nhất thần thông, không minh thần đồng, truyền thụ cho ngươi. Nhìn ngươi cẩn thận lĩnh hội, không phụ cô nhìn. Cái gì, lại là không minh thần đồng, cái này, kiếm đại phát, ha ha ha, thân thể bất giác run run, Trác Phàm khóe miệng không lý do liệt lên, đã là kìm lòng không được cười ha ha. Truyền nói thượng cổ mạnh nhất tam đế bên trong thiên đế, có hai đại tuyệt học thần thông, một là mắt trái tử lôi kim nhãn, hai chính là cái này mắt phải, không minh thần đồng. Bất quá tổng tới nói, cái này không minh thần đồng chính là thiên đế đạt đến đế cảnh lúc, trước hết ngộ đến đệ nhất thần thông, cỗ có vô thượng uy lực, là về sau tử lôi kim nhãn cũng không cách nào so sánh. Trác Phàm tâm tình kích động, sợ bên người hai cái tiểu gia hỏa quấy dày, còn chuyên môn đối bọn hắn làm im lặng thủ thế, tiếp lấy liền hết sức chuyên chú nhìn về phía cái kia không trung hư ảnh. Đây chính là duy nhất một lần truyền thừa cơ hội. Coi như bỏ lỡ dù là một chữ cũng đủ làm cho hắn thương tiếc chung thân. Cái gọi là không minh thần đồng, chính là nhãn thuật bên trong vô thượng thần thông, đầu tiên coi trọng một cái chữ không. Không tắc hữu dung nãi đại, vạn vật giai không, vạn vật bất không. Thiên đế hư ảnh ngồi nghiêm chỉnh, từng chữ nói ra, truyền thụ khẩu quyết, cẩn thận giảng giải. Trác Phàm thì là chăm chú nhìn thân ảnh cao lớn kia, không dám có một tia phân thần. Cổ Tam Thông cùng cái kia chim nhỏ tựa hồ cũng biết, đối với Trác Phàm tựa hồ tương đối quan trọng, liền cũng toàn đều an tĩnh bồi ở bên cạnh hắn. Cái kia hình ảnh thanh âm, đại khái truyền có 3 ngày 3 đêm, Trác Phàm cứ như vậy nhìn chằm chằm vào, trong tai tỉ mỉ lắng nghe, liền mí mắt đều không nháy mắt một chút. Sau cùng, thiên đế thở sâu, thản nhiên nói, thập nhị trọng không minh thần đồng pháp môn tu luyện, bổn tọa đều đã truyền thụ xong. Ngươi nếu có tâm, có thể luyện đến vô thượng thần uy, trong tộc ta đứng thế bất bại. Còn bổn tọa thần thông thứ hai, tử lôi kim nhãn, cũng là từ cái này không minh thần đồng thoát thai mà thành. Ngươi như thiên phú thông minh, không cần phải để ý, ngày sau tất có điều ngộ ra. Như thiên phú không được tốt, bổn tọa lại thiết lập một hồi ảnh thạch, trợ ngươi tu luyện. Nhưng nghĩ đến ngươi thành tựu, tạm thời ngừng ở đây thôi, thêm thì dư thừa. Nhiều quá không tốt, ngươi tự tính toán, tự giải quyết cho tốt. Lời nói xong, không trung vân vụ dần dần tán đi, thiên đế hình ảnh cũng biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại có mặt đất khối kia tứ phân ngũ liệt hồi ảnh thạch, triệt để trở thành một khối phế thạch. Trác Phàm con người trái chuyển phải chuyển đi loanh quanh, nhíu mày. Cổ Tam Thông gặp, không khỏi kỳ quái nói, nghĩa phụ, ngươi làm sao? Không có việc gì, chỉ là ta rất kỳ quái hắn sau cùng câu nói kia. Tựa hồ cũng không hy vọng hậu nhân tu luyện tử lôi kim nhãn. Ánh mắt hơi hơi mị mị, Trác Phàm một mặt không hiểu. Cổ Tam Thông lại là ngửa mặt lên trời cười ha hả, khinh thường bĩu môi, hắn hy vọng không hy vọng hậu nhân luyện, có quan hệ gì, mấu chốt là ngươi có muốn hay không luyện a? Đương nhiên muốn luyện, đây chính là một đại tuyệt học. Trác Phàm tròng mắt chừng một cái, bật thốt lên. Vậy còn chờ gì, ta giúp ngươi lại tìm. Cổ Tam Thông không nói hai lời, rất sảng khoái giúp Trác Phàm lần nữa lật lên mặt đất đất đá, tìm kiếm lấy cùng vừa mới một dạng hồi ảnh thạch. Trác Phàm suy nghĩ một chút về sau, cũng là bật cười lắc đầu.
cái kia thiên đế không cho hậu nhân tu luyện mắt trái, tử lôi kim nhãn, đại khái là muốn cho hậu nhân lấy đến chính mình thành thích, không thể mù quáng ỷ vào tổ tiên thần thông. Thế nhưng là lại sợ hậu nhân không nên thân, cho nên thì cũng lưu lại tử lôi kim nhãn tu luyện phương pháp. Bất quá, hắn Trác Phàm cũng không phải là thiên đế hậu nhân, không có lý do nghe hắn dạy bảo. Mặc kệ nó, không luyện ngu sao mà không luyện, dù sao hắn đều lưu lại. Thế nhưng là để hắn vẫn còn có chút kỳ quái là, cái này hồi ảnh thạch bên trong hình ảnh, rõ ràng là lưu cho hắn trong tộc hậu nhân, làm sao lại vô duyên vô cớ chạy đến nơi đây, còn tiện nghi hắn cái này không may trọng sinh ma hoàng. Ngẩng đầu nhìn xem cái kia phóng lên tận trời kỳ lân cước, Trác Phàm tựa hồ đoán được cái gì. Hắc hắc hắc, mặc kệ nó, cái này kêu là bánh từ trên trời rớt xuống, lão tử không tiếp người nào tới đón. Trác Phàm bật cười lớn, cũng theo cổ tam thông cùng một chỗ tìm kiếm dưới đất. Chỉ có cái kia chim nhỏ ở một bên sôi nổi, một đôi đậu xanh mắt nhìn lấy hai người một trận hiếm lạ. Cái này lão cha cùng lão ca đang làm gì đó, dưới đất à, chẳng lẽ trong đất có côn trùng ăn? Sau đó cái kia chim nhỏ, cũng giúp đỡ lật lên đất đai. Thế mà, sau nửa canh giờ, nơi này hơn phân nửa địa phương đều lật một lần, lại là y nguyên không thu được gì. Trác Phàm có chút kỳ quái, chẳng lẽ nơi này chỉ lưu một khối không minh thần đồng hồi ảnh thạch? Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền kịp phản ứng, vỗ trán một cái, mắng to một tiếng đần độn. Hắn làm sao đem Long Cửu cấp quên? Lúc trước nghe cái kia Long Cửu nói, tựa hồ hắn bị cuốn vào cái này tử lôi phong bạo về sau, đã từng ngốc nghếch bốn phía loạn huy quyền. Sau đó đần độn u mê thông qua trận pháp kia sơ hở, đem ghi chép có tu luyện tử lôi kim nhãn khẩu quyết hồi ảnh thạch cho đánh vỡ. Cho nên lúc đó hắn mới có thể không hiểu nghe đến có người đang truyền thụ khẩu quyết, cũng đánh bậy đánh bạ tu luyện thành tử lôi kim nhãn. Thế nhưng là hắn tại bối rối dưới, vậy mà đem tử lôi kim nhãn bắt đầu khẩu quyết cấp quên, cho nên tại môn thần thông này triệt để thất truyền. Trác Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, thật không biết nên nói hắn vận khí tốt, vẫn là cặn bã. Nói hắn vận khí tốt, là như vậy không có khả năng phát sinh tỷ lệ cũng có thể làm cho hắn đụng phải. May mắn thành là thiên đế một đại thần thông truyền thừa người, thế nhưng là nói hắn vận khí cặn bã, lại là rõ ràng truyền thừa môn thần thông này, lại đem nó cho vứt bỏ, hại lão tử cũng vô pháp tu luyện. Trác Phàm chỉ có thể tiếng buồn bã cười khổ, thế nhưng là quay đầu suy nghĩ một chút, thiên đế lúc đó nói. Tựa hồ lại cảm thấy, họa phúc khôn lường, sao biết không phải phúc. Tiểu tam tử, không cần lại tìm, cái kia tử lôi kim nhãn cùng ta vô duyên. Coi như đi. Trác Phàm thật dài phun ra một ngụm chọc khí, đột nhiên cười cười, hét lớn lên tiếng. Cổ tam thông dừng thân lại, nhìn về phía chỗ của hắn, một mặt lo lắng thế nhưng là. Chỉ bằng kia cái gì không minh thần đồng, có thể chữa cho tốt ngươi thương sao? Ta nghe nói cởi chuông phải do người buộc chuông, đã ngươi thương tổn là tử lôi tạo thành, cái này tử lôi kim nhãn có thể hay không thì là phương pháp chữa thương. Trác Phàm thân thể nhịn không được run run, trong lòng chảy qua một dòng nước ấm. Hắn tìm tử lôi kim nhãn pháp môn tu luyện, chỉ là muốn để chính mình thực lực cường hãn hơn mà thôi. Nhưng là cổ tam thông lại là ngay từ đầu, thì vì thương thế hắn lo lắng, cái này không thể không để trong lòng của hắn một hồi cảm động. Đứa con trai này mặc dù là hãm hại lừa gạt tới, nhưng thật là làm cho trong lòng của hắn yêu thích vô cùng. Không sao, có cái này không minh thần đồng thì hoàn toàn đầy đủ chữa khỏi vết thương. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, vẫy tay, đem cổ tam thông cùng cái kia chim nhỏ đều khai ra đến trước mặt. Cổ tam thông tuy nhiên vẫn còn có chút bài xích cái này tử lôi chim, nhưng nghĩ đến cái này là đệ đệ hắn, liền cũng nỗ lực làm chính mình đi tiếp thu. Trác Phàm vỗ vỗ hai tiểu gia hỏa này đầu, trên mặt lộ ra một mảnh vẻ nghiêm túc, tiểu tam tử, còn có con chim nhỏ này. Ách, ta liền gọi ngươi tước nhì đi. Là cha một hồi muốn bày xuống thủ hộ trận pháp, bế quan tu luyện liệu thương, cũng chẳng biết lúc nào có thể xuất quan. Các ngươi bên ngoài ở lại, cắt không có thể tùy ý ra cái này hộ cháo bên ngoài, để tránh xảy ra bất trắc. Yên tâm đi, nghĩa phụ, ta tuyệt không đi ra. Cổ tam thông vội vàng khoát khoát tay, nhìn lấy bên ngoài tử lôi, trên mặt một trận kiêng kỵ. Thế nhưng là cái kia tước nhi, lại là lệch ra cái cổ siêu vẹo, không rõ ràng cho lắm. Bất quá Trác Phàm cũng không có thời gian cùng nó giải thích, thì giao nó cho cổ tam thông nhìn cho thật kỹ,
chính mình thì là lập tức bố trí xuống một cái phòng ngự trận, ngồi ở trong đó, chậm rãi nhắm hai mắt, nhập định. Thời gian thấm thoát, năm tháng như thoi đưa. Không biết qua bao lâu, Trác Phàm lần nữa mở hai mắt ra lúc, bầu trời bên ngoài vẫn như cũ đánh lấy tử lôi, nhưng hắn đã hoàn toàn biến. Một cỗ cực kỳ khí thế cường hãn, bỗng nhiên từ trên người hắn phóng xuất ra. Đồng thời, hắn phải đồng tử bên trong, một đạo kim sắc vòng tròn, lúc ẩn lúc hiện, thỉnh thoảng còn có tử sắc lôi quang thoáng động. Vung tay lên, đem chung quanh trận pháp triệt hồi, Trác Phàm đứng dậy, thét dài lên tiếng. A, à, đột phá, đúng lúc này, một đạo thanh thúy đồng âm xuất hiện tại hắn sau lưng, nghĩa phụ, cái kia ngươi vết thương lành sao? Đương nhiên, Trác Phàm mỉm cười, xoay người lại, nhìn về phía cổ Tam Thông nói, không chỉ có tốt, mà lại thực lực tăng nhiều. Hiện tại chúng ta có thể ra ngoài, để nghĩa phụ mang các ngươi hai cái cùng một chỗ trang bức, cùng một chỗ bay. Gương mặt nhìn không được hung ác run rẩy, cổ Tam Thông bất đắc dĩ thở dài, nghĩa phụ, ngài muốn khoác lác cũng mời thổi đến thực tế một chút được không? 5 năm, ngài mới từ đoán cốt ngũ trọng cảnh, đột phá đến đoán cốt 9 tầng, liền thiên huyền cảnh đều không đột phá, làm sao mang bọn ta bay? Ta trông cậy vào ngài mang ta ra ngoài, còn không bằng trông cậy vào Tước Nhi đâu. Nói, cổ Tam Thông nhất chỉ bầu trời chi bên ngoài phương hướng, hô to lên tiếng, Tước Nhi, lão cha xuất quan. Tức, một tiếng nhẹ sắc nhọn hót vang vang lên, một cái dài hơn 3 trượng tử sắc phi điểu, bay lượn tại cái kia tối như mực bầu trời bên ngoài. Những cái kia khủng bố tử lôi đùng đùng sao không dứt đánh vào nó trên thân, lại là đối nó không có chút nào ảnh hưởng. Trác Phàm nhìn đến một trận trợn mắt hốc mồm, kêu sợ hãi liên tục Tước. Tước Nhi, đây là Tước Nhi sao? Đã trưởng thành 4 cấp linh thú, mà lại trên thân tử lôi cũng thành tứ trọng thiên. Thế nhưng là, bên ngoài những cái kia tử lôi rất nhiều đều là 11, thập nhị trọng thiên, đánh vào nó trên thân không có chuyện gì sao? Ngay từ đầu ta cũng lo lắng, bất quá hẳn là nó cùng cái kia tử lôi giống nhau đi. Cổ Tam Thông nhún nhún vai, thản nhiên nói. Những cái kia tử lôi đánh vào nó trên thân, cơ bản đều sẽ bị nó hấp thu. Hấp thu không rơi năng lượng, liền sẽ bị nó tự động phát tán ra, đối thân thể ngược lại là không có ảnh hưởng gì. Trác Phàm bất giác nháy mắt mấy cái, trong lòng sợ hãi thán phục. Lão tử con nuôi là cái quái vật, dưỡng đi ra linh thú cũng mẹ hắn là cái quái vật, mà ngay cả thập nhị trọng thiên tử lôi cũng không sợ, về sau muốn mạnh đến loại tình trạng nào a? Bất quá cái này cũng bình thường, lão tử hiện tại đoán chừng cũng đi vào quái vật hàng ngũ. Tuy nhiên trước kia là bị người khác xưng hô như vậy, nhưng là hiện tại, coi như đối mặt cái này tiểu tam tử, đại khái cũng có thể để hắn giật nảy cả mình a, ha ha ha. Nghĩ tới đây, Trác Phàm nhìn về phía cổ Tam Thông, cười ha hả nói, tiểu tam tử, lão tử đưa ngươi dược tài ăn hết sao? Sớm ăn hết, mà lại Tước Nhi còn phân ta gần một nửa đâu. Chỉ là không biết làm sao ra ngoài, ta đã có 3 năm chưa ăn qua dược tài, đều nhanh dinh dưỡng, không đầy đủ. Cổ Tam Thông sờ sờ chính mình bụng nhỏ, khóe miệng một xẹp, cảm thấy vạn phần ủy khuất. Trác Phàm vỗ vỗ hắn đầu vai, khoát khoát tay cười nói, không sao cả, lão cha cái này mang các ngươi ra ngoài. Đến a, người mới đoán cốt 9 tầng cảnh, liền xem như dưỡng thương, người cái này đột phá cũng quá chậm. Khinh thường bĩu môi. Cổ Tam Thông ngước nhìn bầu trời thở dài một hơi, ta vẫn là trông cậy vào Tước Nhi a, nó không sợ tử lôi, chờ thăm dò rõ ràng ra ngoài đường đi, liền có thể để nó mang về dược tài đến, hắc hắc hắc. Sắc mặt bất giác trầm xuống, Trác Phàm trong lòng thầm giận, làm một cái phụ thân, làm sao có thể để nhi tử xem thường. Sau đó vội ho một tiếng, nhìn về phía cổ Tam Thông nói, tiểu tam tử, người cái này rất rõ ràng xem thường lão tử a. Cái này khiến ta người cha này thể diện cũng không tốt nhìn. Tới đi, người hướng ta đánh nhất quyền, ta muốn để ngươi biết, lão tử cũng là có năng lực, tu vi nhưng là cũng không có nghĩa là thực lực. Mi đầu bất giác nhếch lên, cổ Tam Thông kỳ quái nhìn về phía hắn, lão cha, người nghĩ kỹ, ta một quyền này coi như thần chiếu cao thủ cũng không thể chịu được, chớ nói chi là người cái này liền thiên huyền cảnh đều không đột phá người. Bớt nói nhiều lời, phóng ngựa tới. Lão tử lúc trước câu kia mang ngươi trang bức mang ngươi bay, không phải tùy tiện nói một chút, lão tử thế nhưng là có thực lực. Trác Phàm khoát khoát tay, lần nữa hét lớn một tiếng. Cổ Tam Thông bất đắc dĩ thở dài,
duỗi ra một ngón tay, cái này lão cha quá tùy hứng, liền bồi hắn chơi đùa a, có điều ngàn vạn muốn khống chế tốt lực lượng, đừng đem hắn lại thương tổn. Trong lòng nghĩ như vậy, Cổ Tam Thông ngón tay nhẹ nhàng bắn ra. Ông một đạo ba động, từ đầu ngón tay hắn vạch ra, giống như một mũi tên dài, bắn thẳng đến Trác Phàm mà đi. Tuy nhiên Cổ Tam Thông đã đem lực lượng khống chế đến nhỏ nhất, nhưng là một kích này, y nguyên không phải Trác Phàm có khả năng chịu đựng được. Thế nhưng là hắn lại không nhúc nhích chút nào, cứ như vậy đứng bình tĩnh lấy, thẳng đến cái kia một đạo chấn động mãnh liệt đi vào trước mặt hắn. Nghĩa phụ, cẩn thận, Cổ Tam Thông không khỏi khẩn trương, đồng thời trong lòng thầm hận, vì cái gì không đem lực lượng lại khống chế điểm nhỏ. Lấy nghĩa phụ dạng này tu vi, liền xem như luyện thể tu giả, bị một chỉ này đạn đến, cũng là trọng thương không càng hạ chẳng a. Thế nhưng là, còn không đợi hắn lo lắng sắc mặt lộ ra, Trác Phàm mắt phải bên trong lại là đột nhiên lóe qua một nói vầng sáng màu vàng óng. Sau một khắc, siêu một tiếng, Trác Phàm bóng người đúng là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trở lại xuất hiện lúc, đã đi tới Cổ Tam Thông sau lưng. Không Minh Thần đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị. Trác Phàm nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười đắc ý. Cổ Tam Thông lại là tại trong tích tắc, triệt để kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì ngay tại cái kia Trác Phàm biến mất trong nháy mắt, hắn vậy mà triệt để mất đi hắn bóng dáng. Không chỉ là thị giác, còn có thính giác, khứu giác, thậm chí là thần thức, dường như người này hoàn toàn ở cái thế giới này biến mất một dạng. Cái này, làm sao có thể? Tiểu Tam Tử, người cũng tiếp ta một quyền. Thế mà, còn không đợi Cổ Tam Thông lấy lại tinh thần, Trác Phàm đã là hét lớn lên tiếng. Cổ Tam Thông khẽ giật mình, lại là khinh thường bĩu môi, lão cha, người có thể tránh cũng coi như, thế nhưng là người quyền đầu đối với ta thật không có gì. Thế nhưng là lời còn chưa dứt, nhưng nghe một tiếng lôi quang nổ vang, một đạo tử sắc lôi mang nhất thời hướng hắn dâng trào mà đi. Nhìn không được trong mắt co rụt lại, Cổ Tam Thông bất giác kinh hãi, bản năng lật cái té ngã trốn đến cái kia trụ lớn sau lưng. Mà cái kia lôi mang cũng là trong nháy mắt xuyên qua, ở phía xa nổ vang, phát ra ầm ầm âm thanh lớn. Cổ Tam Thông sợ hãi thò đầu ra, nhìn về phía quyền trên cánh tay lóe tử mang Trác Phàm. Đã là triệt để kinh ngạc đến ngây người, lắp bắp nói, nghĩa. Nghĩa phụ, người làm sao cũng có thể phát ra cái này tử lôi a? Ha ha ha, đây chính là Không Minh Thần đồng uy lực. Nhạt cười một tiếng, Trác Phàm vẫy vẫy cánh tay, rất hài lòng cái này tiểu tam tử phản ứng. Hắn cũng coi như tại chính mình con nuôi trước mặt trang bức một lần. Vừa lòng thỏa ý nói, cái này Không Minh Thần đồng, coi trọng một cái chữ không, chủ yếu là đối không gian pháp tắc vận dụng. Không Minh Thần đồng đệ nhất trọng, thay hình đổi vị, có thể cho ta đem nguyên thần dò xét đến không gian lĩnh vực trao đổi phương vị, có thể làm cho chính mình đạt đến thuấn di tốc độ, hoặc là... Nói, Trác Phàm đưa tay nhẹ nhàng vồ một cái, phải đồng tử bên trong vầng sáng màu vàng óng chớp động, Cổ Tam Thông đầu ngón tay lên giới chỉ liền bỗng nhiên biến mất, xuất hiện tại hắn trên tay, hoặc là để một số không cách nào phản kháng tử vật, biến hóa phương vị. Ha ha ha, tiểu tam tử. Ngươi như là đã ăn sạch bên trong dược tài, cái này mai chữ vật giới chỉ ta trước thu hồi, về sau đoán chừng còn hữu dụng. Nhìn lấy đây hết thảy, nghe đến như thế nghiêu bức thần thông, cho dù là Cổ Tam Thông cũng không nhịn được há to mồm, có thể bỏ vào ba cái trứng vịt đi. Dạng này sợ hãi thán phục, đối với cái này bất bại ngoan đồng tới nói, vẫn là bình sinh lần thứ nhất xuất hiện. Như vậy nói như vậy, ngươi chẳng phải là thì vô địch, bởi vì không có người có thể đánh tới ngươi a. Cổ Tam Thông nháy mắt mấy cái, cả kinh nói. Mò sờ cằm, Trác Phàm khẽ gật đầu, có thể nói như vậy, nhưng cũng không hoàn toàn chính xác. Nếu là Không Minh Thần đồng đệ nhất trọng thì vô địch lời nói, cái kia còn tu luyện còn lại thập nhất trọng làm gì? Thực cái này chính là không gian pháp tắc sử dụng, nếu là không gian một khi bị phong tỏa, hoặc là ở vào trong kết giới, vậy liền xong đời. Cái kia, những cái kia tử lôi đây, người sao lại thế? Đón lấy. Cổ Tam Thông lại há miệng run rẩy hỏi, tựa hồ nội tâm còn khá kiêng kỵ. Trác Phàm bật cười lớn, phải đồng tử bên trong tử sắc lôi mang lóe lên một cái rồi biến mất, tu thành Không Minh Thần đồng đệ nhất trọng về sau, phải đồng tử có thể khai mở một cái không gian. Ta lúc trước bị những cái kia tử sét đánh trúng, trong thân thể tàn phá bừa bãi, không cách nào thanh trừ, hiện tại thì có thể đem những vật kia chuyển nhập không gian bên trong chứa đựng,
thời điểm then chốt còn có thể trở thành chiến lực. Cho nên ta mới nói, tu vi cũng không đại biểu thực lực. Tuy nhiên ta liệu thương cùng tu luyện không minh thần đồng dùng đại nửa thời gian, cho nên tại tu vi không có gì khởi sắc. Nhưng thực lực chân chính, thế nhưng là một cái khác nói. Trác Phàm nhếch miệng cười khẽ, nhíu nhíu mày, Cổ Tam Thông đã là hoàn toàn ngây người. Hắn không nghĩ tới Trác Phàm 5 năm qua biến hóa không lớn, nhưng tu luyện thần thông lại là khiến người ta không thể tưởng tượng, nếu không phải tận mắt nhìn đến, ngoại nhân sao sẽ nghĩ tới thế gian còn có thần kỳ như thế sự tình phát sinh. Lấy hắn hiện tại bộ dáng ra ngoài, ngộ đến bất kỳ cao thủ, vậy cũng là giả heo ăn thịt hổ kết quả. Ai có thể nghĩ tới, một cái đoán cốt 9 tầng, liền thiên huyền cảnh đều không đạt đến tu giả, hội có như thế thông thiên triệt địa thần thông. Cái kia không minh thần đồng tầng thứ hai lại là cái gì, nghĩa phụ, người nhanh cho ta biểu thị nhìn xem. Cổ Tam Thông tại kiến thức không minh thần đồng đệ nhất trọng uy lực, giật mình một lúc sau, lập tức tính trẻ con nổi lên, không kịp chờ đợi hỏi. Gương mặt bất giác một đỏ, Trác Phàm vội ho một tiếng ây. Cái này không minh thần đồng 10 phần khó có thể tu luyện, nghĩa phụ ta chỉ luyện thành đệ nhất trọng, tầng thứ hai còn không có lĩnh hội đến, cho nên... Bất quá còn không đợi hắn lời nói xong, Cổ Tam Thông sắc mặt đã hơi hơi trầm xuống, lộ ra sự thất vọng. Trác Phàm bất đắc dĩ gãi đầu một cái, làm cười ra tiếng, thầm than đứa nhỏ này mặt thật sự là thay đổi nhanh chóng, thay đổi bất thường a. Nhưng là rất nhanh, hắn liền tuyên bố một cái để Cổ Tam Thông càng thêm hưng phấn tin tức đi ra, có điều, ta không minh thần đồng tuy nhiên chỉ có đệ nhất trọng, nhưng là cùng kết giới này nguyên bản có ngọn nguồn. Hoàn toàn có thể đem các ngươi mang đi ra ngoài. Tiểu Tam Tử, ngươi lại có thể ăn đi ra bên ngoài dược tài. Thật, quá tốt. Cổ Tam Thông hưng phấn mà nhảy lên cao 3 thước, lần nữa khôi phục vui sướng tâm tình. Tuy nhiên tin tức hắn trước đó cũng đã được nghe nói, bất quá khi đó đối Trác Phàm không có lòng tin gì. Nhưng bây giờ, kiến thức Trác Phàm thần thông về sau, hắn mới rốt cuộc minh bạch, Trác Phàm lời nói không phải khoác lác. Mà chính là thật có thể làm được. Đúng lúc này, Tước Nhi vẫy cánh, cũng bay đến Trác Phàm trước mặt, hưng phấn mà vây quanh hắn chuyển vài vòng. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, đem vừa mới lời nói lại trình bày một lần về sau, liền vươn tay bên trong lôi linh giới nói, hiện tại ta đem các ngươi chứa vào ta trong giới chỉ, không nên phản kháng, một hồi ta liền có thể mang các ngươi ra ngoài. Tước Nhi vui mừng khôn xiết quạt quạt một cái cánh. Cái này lôi linh giới là từ mẫu thân nó thân thể sở luyện, đối với nó mà nói tự nhiên có một cỗ cảm giác thân thiết, sau đó không nói hai lời, liền chui vào. Đợi đến phiên Cổ Tam Thông lúc, hắn lại trần chờ một chút, khoát tay một cái nói, nghĩa phụ, người trước chờ ta một chút. Nói, Cổ Tam Thông liền quay người đối với cái kia trụ lớn, bịch một tiếng hai đầu gối quỳ xuống đất, hung hăng dập đầu 3 cái, ngồi dậy lúc 2 gò má đã tràn đầy nước mắt. Tuy nhiên ta không biết ngươi là ai, nhưng vừa thấy được ngươi liền có loại xuất phát từ nội tâm cảm giác thân thiết, tuy nhiên ta không biết ngươi như thế nào chết, nhưng lại đối ngươi chết cảm thấy thật sâu khổ sở. Hiện tại ta muốn đi, nơi này lại chỉ còn ngươi một người, sau này không có người cùng ngươi, nhìn ngươi bảo trọng. Lời nói xong, Cổ Tam Thông vừa lau mặt, đi vào Trác Phàm trước mặt, không còn có quay người nhìn một chút, dường như sợ cái nhìn này, liền sẽ để hắn không đành lòng rời đi. Phất tay đem Cổ Tam Thông thu nhập giới chỉ, Trác Phàm mới ngửa đầu nhìn lấy cái kia trụ lớn, thở dài lên tiếng, trùng thiên kỳ lân, ta Trác Phàm vốn không phải là người tốt, càng không muốn tham dự ngươi cùng thiên đế gút mắc. Ngươi cái này trùng thiên kỳ lân chân, thế chỗ hiếm có, coi là thật so bất luận cái gì thiên tài địa bảo đều chân quý hơn, ta lại có thể không sinh tham niệm. Bất quá, làm cái đứa bé kia nghĩa phụ, ta hay là hy vọng có thể vì hắn làm chút gì. Thật sâu hít một hơi, Trác Phàm trong mắt ngưng tụ, trong tay lôi mang nổ vang, bỗng nhiên đánh về phía cái kia trụ lớn. Oanh một tiếng, cái kia trụ lớn lắc lắc thân thể, liền thẳng tắp ngã xuống. Mà theo nó cái này khẽ đảo dưới, cái kia hồng mang cũng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Đen nhánh bầu trời bên ngoài tàn phá bừa bãi tử lôi, như là ngửi được mùi tanh xài lang giống như, tranh nhau chen lấn hướng Trác Phàm vào tới. Phảng phất muốn đem hắn xé thành mảnh nhỏ một dạng. Thế nhưng là Trác Phàm lại cũng không bối rối, tiện tay vung lên, liền đem cái này kỳ lân cước thu nhập giới chỉ. Tiếp theo tại những cái kia tử lôi sắp tới người trước, phải đồng tử vầng sáng màu vàng óng lóe lên,
bá một tiếng, biến mất không thấy gì nữa. Đợi lúc xuất hiện lần nữa, đã là tại cái kia vạn đạo tử lôi kẽ hở ở giữa. Nhưng là còn không đợi những cái kia tử lôi hướng hắn bổ tới, hắn liền lại là trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Cứ như vậy, nhưng gặp vạn đạo tử lôi toán loạn ở giữa, một đạo phải đồng tử lóe quỷ dị vầng sáng màu vàng óng bóng người, lóe lên một trôi qua, lạnh nhạt xuyên thẳng qua. Những cái kia đáng sợ tử lôi, thậm chí ngay cả hắn một chéo áo đều không đụng phải. Rốt cục, đi vào lạc lôi hạp kết giới ở mép, Trác Phàm mắt bên trong vầng sáng màu vàng óng lần nữa lóe lên. Bạch! Hắn bóng người xuất hiện tại một mảnh tĩnh mịch trong rừng rậm, ngửa mặt nhìn lên bầu trời, một vầng trăng sáng treo lên thật cao, ánh trăng trong ngần vung vãi tại cái kia không màng danh lợi trên hai gò má. Rốt cục đi ra, chỉ là không biết nơi này là nơi nào. Thật sâu hít một hơi, đã lâu tự do không khí, để Trác Phàm một trận thư sướng. Nhưng là lạc lôi hạp tại chỉnh phiến đại lục du đãng, không có cố định dấu vết, cho nên hắn hiện tại cũng không biết đi vào địa phương nào. Bất quá quản nó chi, đã đi ra, thì mọi chuyện đều tốt làm. Phất tay hất lên, cổ Tam Thông cùng Tước Nhi liền bị Trác Phàm theo trong giới chỉ thả ra. Nhìn lấy cái này quen thuộc ngoại giới hình ảnh, cổ Tam Thông một trận kinh hỉ, rốt cục đi ra. Tước Nhi từ khi ra đời đến nay, còn là lần đầu tiên nhìn đến thế giới bên ngoài. Cũng là mừng rỡ như điên, nhìn cái gì đều hiếm lạ, vẫy cánh bay tới bay lui. Tiểu Tam Tử, ta có lễ vật cho ngươi. Đột nhiên, Trác Phàm hướng cổ Tam Thông vẫy tay, mặt lộ vẻ tự ái nụ cười. Cổ Tam Thông không hiểu, đi vào trước mặt hắn cười nói, thế nào, ngươi còn cất giấu dược tài, lương tâm phát hiện, muốn cho ta sao? Không khỏi suy cười một tiếng, lắc đầu, Trác Phàm thản nhiên nói, tiểu tử ngốc. Lão tử dược tài sớm đã bị ngươi ăn sạch, nơi nào còn có. Bất quá vật này, tin tưởng tại trong lòng ngươi so dược tài trọng yếu. Nói, Trác Phàm vung tay lên, cái kia trùng thiên kỳ lân chân nhất thời xuất hiện ở trước mặt hắn. Trên chân, còn lóe từng đạo lôi mang. Cổ Tam Thông không khỏi khẽ giật mình, nước mắt đã là tại trong hốc mắt đảo quanh, cảm kích nhìn về phía Trác Phàm, thút thít nói, ngài. Đem nó mang ra. Đương nhiên. Ta biết ngươi không bỏ được nó, càng không muốn nó lại chịu tử lôi chặt chém. Đã ta có năng lực như thế, thì nhất định sẽ vì ngươi làm đến. Cảm ơn. Cổ Tam Thông vệt một thanh nước mắt, nhìn về phía Trác Phàm khom người một cái thật sâu. Trác Phàm cái này mới nghĩa phụ, coi là thật cùng hắn trước kia cái nghĩa phụ một dạng, đối với hắn quan tâm tỉ mỉ chu đáo, khắp nơi suy nghĩ chu đáo. Hắn hiện tại đối Trác Phàm cảm tình, càng làm sâu sắc. Cho dù coi hắn là làm tự mình phụ mẫu, cũng không đủ. Mà cái này, cũng coi như Trác Phàm ít có mấy cái chuyện tốt một trong. Hắn ngay từ đầu đối cổ Tam Thông chỉ là lòng lợi dụng, nhưng cổ Tam Thông tấm lòng son, đối với hắn một mảnh chân tình, hắn đối cổ Tam Thông cũng không lý do sinh ra quyền tình thương của cha. Chậm rãi đi vào cái kia kỳ lân cước trước, cổ Tam Thông sờ lấy cái kia hơi có vẻ to cứng rắn cảm nhận, dán lên mặt đi, cảm thụ cái kia quen thuộc vị đạo. Không khỏi một trận ấm áp. Chờ một lúc, hắn mới nhìn hướng Trác Phàm, thỉnh cầu nói, nghĩa phụ, có thể hay không giúp ta bảo quản nó một trận. Vì sao chính ngươi, lông mày nhíu lại, Trác Phàm nghi hoặc lên tiếng, nhưng là rất nhanh, nhìn lấy cổ Tam Thông cái kia khó xử thần sắc, liền tựa hồ đoán nghĩ đến cái gì. Cổ Tam Thông vì một cái lời hứa bị nhốt hoàng thành, bình thường liền mình thích dược tài cũng không thể tùy tiện ăn, huống chi là cất giấu như thế giá trị đồ vật. Đến lúc đó sợ rằng sẽ bị bọn họ tìm ra tới. Vừa nghĩ đến đây, Trác Phàm than nhẹ lên tiếng, gật gật đầu, tốt a, bất quá ngươi về sau cũng phải chiếu cố kỹ lưỡng chính mình, đừng quá bạc đãi chính mình. Nếu là thật sự nguy hại đến chính mình thân ra lời nói, một cái lời hứa mà thôi, rất không cần phải để ý tới, mình mới là trọng yếu nhất. Vâng, cổ Tam Thông cởi mở cười cười, gật gật đầu. Trác Phàm mỉm cười ra hiệu. Đem cái kia kỳ lân cước thu hồi. Đúng, nghĩa phụ, lúc trước ta phụng chỉ làm việc, đã rời đi hoàng thành hơn 5 năm, nên trở về đi phục mệnh, người muốn đi đâu đây? Ly biệt thời khắc, cổ Tam Thông có chút không muốn, hỏi. Thật sâu hút khẩu khí, Trác Phàm ngóng nhìn hướng nơi xa, khóe miệng lộ ra nụ cười quỷ dị, đã 5 năm, vừa vặn bắt kịp ước định bách gia tranh minh, ta đi tham gia náo nhiệt. Nhìn xem trong truyền thuyết kia đế vương môn quái vật.
là có hay không như truyền ngôn một dạng khó có thể đối phó, ha ha ha. Hoa Vũ Thành, Hoa Vũ Lâu phía sau núi nhà đá trước, Mỗ Mỗ Sở Bích Quân mang theo mẫu đơn Thanh Hoa hai vị lâu chủ, yên tĩnh chờ ở chỗ này. Sáng chói ánh sáng mặt trời chiếu nghiêng xuống, chim nhỏ líu díu réo lên không ngừng, nhưng các nàng sắc mặt vẫn bình thản như cũ, hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm phía trước cửa đá, tựa hồ đang đợi cái gì. CKIT, lúc này, nương theo lấy một tiếng cẩn trọng tiếng vang, cửa đá từ từ mở ra. Từ bên trong đi ra bốn đạo nhân ảnh, trước mắt một người lụa mỏng che mặt, bóng hình xinh đẹp yểu điệu, giống như tiên nữ hạ phàm đồng dạng, chỉ một cái liếc mắt, mặc dù không nhìn thấy nàng khuôn mặt, dĩ nhiên đã làm cho thế gian một đám bình thường người tim đập nhanh hơn, nhịn không được lòng sinh hướng tới. Mà phía sau nàng, là ba tên bà lão, sắc mặt lạnh nhạt, nhưng trên trán lại là lộ ra vẻ mừng rỡ. Mí mắt hơi hơi run run động một cái, Sở Bích Quân khoát tay, nhưng nghe tiếng xé gió vang, ba đạo xuyên không ngân châm thẳng tắp hướng trước mắt nữ tử bắn tới. Thế nhưng là nữ tử kia lại là không chút hoang mang, nhẹ giơ lên tay ngọc. Trong chốc lát, một đạo pha trộn hàn khí hình thành một cỗ mỏng tường bao phủ ở bên. Cái kia ba cái ngân châm chỉ là xuyên qua đạo này tường khí, liền cấp tốc ngưng xương, xoạch một tiếng rơi xuống đất, vỡ thành khối khối vụn băng. Trong mắt đột nhiên ngưng tụ, Mỗ Mỗ tán thưởng gật đầu, mừng rỡ lên tiếng, Khuynh Thành, thực lực ngươi thật tiến rất xa, thoát thai hoán cốt. Không chút nào giống như là hoang phế 10 năm gần đây thời gian tu luyện người, lúc này đi tham gia cái kia bách gia tranh minh, cũng tuyệt không so còn lại 6 nhà lũ tiểu gia hỏa kém. Không sai, người này chính là bế quan tu luyện 5 năm Sở Khuynh Thành. Giờ này khắc này, nàng không còn giống 5 năm trước như vậy yếu đuối. Chỉ là đứng ở chỗ ấy, tựa như một tòa băng sơn giống như hung hãn nhưng bất động, quả nhiên là không hổ cái kia phi thiên hàn phượng xưng hào. Chỗ nào, Mỗ Mỗ quá khen, cái này còn may mà ba vị cung phụng ngày đêm giúp ta tu luyện. Ba vị cung phụng, thật sự là vất vả. Sở Khuynh Thành xoay người, khẽ khom người, hướng ba người cung kính thi lễ, Mỗ Mỗ bọn họ cũng nhanh chóng vội vàng khom người cảm tạ. Ba người hạ thấp người đáp lễ, cười nhạt nói, chúng ta chính là Hoa Vũ Lâu cung phụng. Giúp điểm ấy chuyện nhỏ cũng là cần phải. Huống hồ Khuynh Thành vốn là thiên tư thông minh, chúng ta cũng bất quá là kích phát trong cơ thể nàng tiềm lực mà thôi, thực sự tính toán không cái gì. Nghe được lời này, bốn người lần nữa cảm kích bái bai, cái kia ba tên cung phụng liền phất phất tay, đóng lại cửa đá. Sở Bích Quân các nàng cũng mới có thể tới đến Sở Khuynh Thành trước mặt, thật tốt dò xét nàng một phen. Thiên huyền bát trọng cảnh, không tệ không tệ. Lần này tiến về bách gia tranh minh, chúng ta Hoa Vũ Lâu làm thật muốn để thế nhân lau mắt mà nhìn một phen mới là. Sở Bích Quân ánh mắt sáng lên, liên tục gật đầu. Thanh Hoa Lâu chủ cũng là cười nói, lần này Khuynh Thành xuất thủ, coi là thật muốn cho chúng ta Hoa Vũ Lâu tăng thể diện, nhìn còn lại 6 nhà về sau còn dám hay không xem nhẹ nữ nhân chúng ta, hừ. Ha ha ha, đây là nhất định, có điều. Cười nhẹ gật gật đầu, nhưng là rất nhanh. Sở Bích Quân liền mi đầu ngưng tụ, nghiêm túc nói, cho dù là muốn để bọn hắn mở mang kiến thức một chút, chúng ta Hoa Vũ Lâu đời sau thực lực, cũng muốn phân rõ lập trường. Chúng ta muốn mượn lần này bách gia tranh minh cơ hội, chèn ép một chút đế vương môn bọn họ khí diễm, không phải vậy để bọn hắn một đường hát vang tiến mạnh, đối với chúng ta thế nhưng là rất bất lợi. Không sai, cho nên Khuynh Thành, người nhất định muốn cùng Tiềm Long Các cùng Kiếm Hầu Phủ. Chúng ta hai cái này minh hữu phối hợp. Trước đó ta đã cùng bọn hắn thông qua khí, bọn họ cũng sẽ phối hợp ngươi. Thanh Hoa Lâu chủ trầm ngâm một trận, Mã Thượng Đạo, đến cho các ngươi đối thủ, trừ đế vương môn bên ngoài, Dược Phương Điện, U Minh Cốc cùng Khoái Hoạt Lâm tựa hồ cũng đã xác định cùng bọn hắn đứng chung một chỗ, Ngự Hạ Thất Gia có thể nói đã làm hai phái. Cho nên lần này bách gia tranh minh, bảy nhà đoán chừng sẽ không bao giờ lại cho đối phương lưu bất luận cái gì thể diện. Đem về 10 phần thảm liệt. Nhíu mày, Sở Khuynh Thành lo lắng nói, đế vương môn quái vật kia, Hoàng Phủ Thanh Thiên đã khó đối phó, còn muốn lấy 3 cặp 4, cái này. Ha ha ha, yên tâm đi, không phải 3 cặp 4, là 4 cặp 4. Nghe nói lần này Lạc Gia cũng tới tham gia, bất quá bọn hắn trước đó là tam lưu thế gia, đoán chừng muốn trước đi qua hai bánh đào thải, mới có thể cùng chúng ta đứng chung một chỗ. Chỉ là không biết, bọn họ lần này sẽ phái ra người nào tới.
Mỗ Mỗ nhíu mày, cẩn thận suy nghĩ. Sở Khuynh Thành lại là hai mắt sáng lên, vui vẻ nói, Lạc gia, vậy hắn sẽ đến không? Hoàn toàn minh bạch Sở Khuynh Thành trong miệng hắn là chỉ người nào, thế nhưng là Mỗ Mỗ lại là lắc lắc đầu, chau mày, không rõ ràng, nguyên bản cần phải là từ hắn tới. Nhưng là bây giờ, hắn đã mất tích hơn 5 năm, giữ nhiều lành ít, liền Lạc gia chính mình người đều không biết. Cho nên, lần này có thể dựa vào Lạc gia thời điểm chắc là rất ít. Cái gì, hắn mất tích, chuyện gì xảy ra? Thế nhưng là, Sở Khuynh Thành không quan tâm Lạc gia lần này có thể đến giúp chính mình bao nhiêu, ngược lại đối Trác Phàm rất là lo lắng, Mỗ Mỗ bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này cảm tình thật là xuyên ruột độc dược, khiến người ta mất phương hướng bản thân. Thanh Hoa lâu chủ liếc nhìn nàng một cái, suy nghĩ một chút về sau, ai thán nói, 5 năm trước nghe nói tại Lạc Lôi Hạp xuất hiện cơ hội, có người từng thấy hắn bóng người. Nhưng là về sau, liền rốt cuộc không có xuất hiện, đoán chừng. Thân thể bỗng nhiên run run, Sở Khuynh Thành không thể tin dao động cái đầu, không có khả năng, hắn không có khả năng ra chuyện. Mẫu đơn lâu chủ thực sự nhìn không được, mắng to, cái kia phụ tâm nhân, coi như ra chuyện lại có quan hệ gì. Người đối với hắn tình nghĩa, hắn nhưng là tuyệt không hiếm có. Sở Khuynh Thành trong mắt lóe lên một trận mê hoặc, trong lòng không hiểu, Mỗ Mỗ lại là nghiêm túc nói, Khuynh Thành, mặc kệ đến lúc đó hắn sẽ hay không xuất hiện, ta đều hy vọng ngươi có thể rời xa hắn. Ta từng gặp mặt hắn, không biết nhìn lầm, hắn dã tâm to lớn, người phi thường đi tới, chính là nhất đại kiêu hùng. Dạng này nam nhân tuy nhiên khiến nữ nhân mê muội, nhưng cũng lớn nhất thương tổn lòng của nữ nhân. Bởi vì trong lòng hắn, nữ nhân chỉ bất quá vướng víu mà thôi, hắn không biết trân quý. Chỗ cho là người chính mình, vẫn là không nên quá mê luyến tốt. Sở Khuynh Thành nháy mắt mấy cái, giữ im lặng, chỉ có trong lòng một trận cười khổ. Thế nhưng là, ta đã hồi không đầu a. Một phương diện khác, Kiếm Hầu phủ bên trong một tòa trước cửa đá, giờ này khắc này cũng chậm rãi mở ra. Từ bên trong đi ra hai người trẻ tuổi, một cái là Tạ Thiên Dương, một cái khác thì là cái tóc mai điểm bạc thanh niên, trong mắt đục không chịu nổi, tựa hồ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì tình cảm, lạnh giống một thanh binh khí. Nhưng là thỉnh thoảng lóe qua tinh quang, lại là giống như hai thanh lợi kiếm, khiến người ta chỉ là nhìn một chút, liền cảm giác trong lòng như có ngàn vạn đao kiếm quấy, đau đến không muốn sống, không dám nhìn thẳng. Người này, chính là Kiếm Hầu phủ đệ nhất thiên tài, Tạ Thiên Dương đại ca, Lục Long một trong, Kim Giáp Kiếm Long, Tạ Thiên Thương. Thiên Thương, Thiên Dương, các ngươi rốt cục xuất quan. Bên ngoài cửa đá, Tạ Khiếu Phong cười lớn đi vào hai người trước người, vỗ vỗ bọn họ cánh tay. Tạ Thiên Dương nhếch miệng cười một tiếng, nhấc ngẩng đầu lên nói cha, hiện tại ta đã đem ra truyền vũ kỹ, không linh cửu thức hoàn toàn luyện thành, có thể cưới Ngưng Nhi đi. Tạ Thiên Thương lại là khẽ vuốt cằm, gật gật đầu, liền vòng qua Tạ Khiếu Phong, hướng diễn võ trường đi đến, ta còn muốn đi luyện một hồi kiếm, xin phép vắng mặt. Tạ Khiếu Phong không khỏi cười khổ, nhìn lấy hai đứa con trai này, một trận bất đắc dĩ. Lão đại là cái võ si, không giây phút nào không tại tu luyện, liền ngày thường thân tình đều không để ý, lão nhị lại là cái hoa si mê gái trai, mỗi thời mỗi khắc đều đang nghĩ lấy kết hôn sự tình, nếu không phải dùng sự kiện này đến dẫn dụ hắn, đoán chừng hắn cùng nữ tử kia cùng một chỗ lúc, cũng sẽ không lại xách một chút kiếm. Tạ Khiếu Phong một trận ai thán, hai đứa con trai này, nếu có thể tổng hợp một chút tốt biết bao nhiêu. Lúc này, Kiếm Tùy Phong đi vào bên cạnh hắn. Khuyên nhủ, phủ chủ chớ có lo lắng, Thiên Dương về sau tự nhiên sẽ tâm tính định ra đến. Còn Thiên Thương, hắn tâm lý cất giấu một người, không đem người kia đánh bại, hắn sẽ không cam lòng. Người nói là, đế vương môn quái vật kia, Tạ Khiếu Phong thở dài, quên đi, ta cũng không hy vọng hắn cùng tiểu quái vật kia giao thủ. Như thế, sẽ chỉ tự lấy nhục a. Kiếm Tùy Phong nghe xong, cũng là gật gật đầu, một trận ai thán. Mặt khác, Tiềm Long Các trong hậu hoa viên. Một vị cẩm y ngọc phục công tử văn nhã ngay tại bên trong tản bộ, thật sâu hít một hơi, trên mặt nổi lên vẻ say mê a, vẫn là không khí bên ngoài tốt, làm cho người thư thái. Đại công tử, đột nhiên, hét lớn một tiếng vang lên, Long Cửu chậm rãi đi tới, mặt hiện lên kinh hãi, ngài lúc nào xuất quan, ta làm sao không biết. Hắc hắc hắc, nếu để cho các ngươi biết lời nói,
thiếu không một phen tiệc ăn mừng cái gì, quát kêu. Còn không bằng ta tự mình tới này, giải sầu một chút tốt. Thanh niên kia khẽ cười một tiếng, lại là có chút kỳ quái, đối cửu thúc, tiểu quy cùng tiểu kiệt đây, ta ra đến như vậy lâu làm sao không tìm được bọn họ. Ha ha ha, bọn họ ngay tại nắm chặt thời gian tu luyện. À, bọn họ lúc nào chăm chỉ như vậy, thanh niên có chút kỳ quái nói. Không khỏi thần bí cười cười, Long Cửu nhếch miệng lớn tiếng nói, đại công tử, ngươi là bế quan 10 năm, cái gì cũng không biết a. Nếu là ngươi gặp qua Hoa Vũ lâu trận đại chiến kia, bị kích thích, đoán chừng ngươi so với bọn hắn luyện được còn chuyên cần. Có ý tứ gì, thanh niên lông mày nhíu lại, mặt mũi tràn đầy vẻ không hiểu. Nhưng là Long Cửu lại là cười không nói, người trẻ tuổi không nhận điểm kích thích, thật sự là không hề động lực a. Cứ như vậy, cùng một thời gian, Ngự Hạ Thất gia mạnh nhất thiên tài con cháu, Lục Long Nhất Phượng, ào ào xuất quan, vì sắp đến Bách Gia Tranh Minh làm chuẩn bị. Riêng là khóa bên trong tòa Long Thành, đế vương môn phía sau núi mật thất trước, sớm đã tập trung đầy người. Nhưng gặp cửa đá dần dần mở ra, từ bên trong đi ra hai người, trước mắt một người là cái thanh niên, sắc mặt bình tĩnh, mỗi một bước đều 10 phần lạnh nhạt, nhưng lại vô cùng trầm ổn. Mạnh đại uy nghiêm, làm cho tại chỗ một số thiên huyền trưởng lão cũng nhịn không được liên tiếp lui về phía sau, mặt hiện thần sắc. Phía sau hắn, là đại cung phụng Hoàng Phổ Phong Lôi, trong mắt lóe lên một đạo vẻ đắc ý. Đại cung phụng, tiến triển như thế nào? Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhìn về phía Hoàng Phổ Phong Lôi, đạm mạc hỏi. Nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, Hoàng Phổ Phong Lôi mỉm cười, lão phu tự mình điều giáo đi ra, coi là thiên hạ đệ nhất, không người có thể đụng. Đại cung phụng, lời ấy kinh ngạc. Thế mà, hắn vừa dứt lời, thanh niên kia liền lạnh lùng lên tiếng, phản bác trở về, ta Hoàng Phủ Thanh Thiên không phải ngươi điều giáo đoạt được, mà chính là vốn thì như thế. Còn có phụ thân, ngươi vừa mới này câu hỏi, rất dư thừa. Thân thể chấn động mạnh một cái, mọi người nhìn về phía Hoàng Phủ Thiên Nguyên như thế đại nghịch bất đạo lời nói và việc làm, lại tất cả đều liên tục gật đầu, đây mới là đế vương khí thế a. Thở sâu, Hoàng Phủ Thiên Nguyên thỏa mãn cười cười, đã ngươi có cái này tự tin, cái kia là cha thì không hỏi nhiều. Tin tưởng ngươi lần này Bách Gia Tranh Minh bên trong, hội làm cho tất cả mọi người quá sợ hãi, để cho chúng ta đế vương môn uy thế, bao phủ bảy nhà. Phụ thân, ngươi lại sai, ta không phải có tự tin, mà chính là vốn nên như vậy. Ta không cần để bọn hắn quá sợ hãi, mới có thể để cho đế vương môn uy thế bao phủ bảy nhà. Mà là ta xuất hiện, liền đã đầy đủ như thế. Bảy nhà nhất thống, ngươi không xong sự tình, thì để ta tới đi. Hoàng Phủ Thanh Thiên lạnh nhạt đi ra, lập tức liền có người vì hắn phủ thêm kim sắc áo choàng. Cái kia cố ung dung hoa quý, dường như đem hết thảy phàm nhân đều xem thường tại trong mắt. Cho dù Hoàng Phủ Thiên Nguyên gặp này, cũng không thấy trong lòng thầm giận, đây rõ ràng cũng là ngỗ nghịch. Thế nhưng là tại đế vương môn, đây chính là đế vương khí thế. Môn chủ chi vị, coi như cha con tranh chấp cũng không quan trọng, chỉ cần người tài mới có là được. Đế vương chi thuật, tại toàn cả gia tộc trên dưới, đều phải đến nhất trí tán thành, liền cửa chủ chính mình cũng không thể thay đổi. Lãnh Vô Thường chậm rãi đi vào Hoàng Phủ Thiên Nguyên trước mặt, nhỏ khẽ khom người, cười nhạt nói, đại công tử có này khí thế, 10 phần đáng ngưỡng mộ, nhưng cũng phải cẩn thận hành sự mới tốt, bằng không nhưng muốn lật thuyền trong mương. Há, chỉ giáo cho. Hoàng Phủ Thiên Nguyên nhẹ liếc nhìn hắn một cái nói. Mỉm cười. Lãnh Vô Thường trong mắt lóe lên một đạo tinh quang, gần nhất thiên vũ ra một cái tiểu sát tinh, tên là Trác Phàm, đem chọn cái bảy nhà náo một lần, chết ở trên tay hắn bảy nhà trưởng lão nhiều đến mấy chục cái, liền nhị công tử đều bị hắn giết. Nghe nói hắn lần này cũng sẽ tham gia Bách Gia Tranh Minh, nhìn đại công tử cẩn thận. Hừ, lão nhị vốn là cái phế vật, bị giết chẳng có gì lạ. Những trưởng lão kia, so lão nhị còn phế, càng là đáng chết. Bất quá tiểu tử này liền giết nhiều người như vậy, còn có thể để hắn còn sống, các ngươi đến cùng là có nhiều phế a. Vẫn là nói, hắn cùng 300 năm trước cái kia cổ tam thông một dạng, có vạn phu mạc địch chi dũng. Hoàng Phủ Thanh Thiên nhẹ liếc nhìn hắn, lạnh lùng lên tiếng. Lãnh Vô Thường bật cười lắc đầu, cổ tam thông như thế quái vật, tất nhiên là ngàn năm hiếm có, người phi thường có thể so sánh. Có điều hắn cùng cổ tam thông không giống nhau.
Cổ Tam Thông tuy nhiên thực lực cường hãn, nhưng là một giới mãng phu, lại lấy sức một mình kháng một nước chỉ uy, quả thật không khôn ngoan. Nhưng là tiểu tử này lại giàu hoạt rất, am hiểu nhất kéo bè kết phái. Đến bây giờ chúng ta một mực không có cầm xuống đầu hắn, cũng chỉ là bởi vì, bảy nhà bên trong có ba nhà cùng hắn kết làm liên minh, hắn lại ôm vào tứ trụ một trong, chiến thần độc cô chiến thiên bắp đùi, tựa hồ hoàng thất cũng tại bao che hắn, để cho chúng ta không cách nào ra tay với hắn. Há, cái kia hắn vẫn là cái quyền mưu gia, cười nhẹ lắc đầu, hoàng phủ thanh thiên lạnh nhạt nói, tốt ra. Đã các người rác rưởi như vậy, vậy ta tại bách gia tranh minh lên thân thủ đem hắn giải quyết tốt. Đại công tử, mời hành sự cẩn thận, mấy năm qua này, phàm là xem thường tiểu tử này, đều không có kết quả gì tốt. Lãnh vô thường lại bái một chút, thế nhưng là hắn lời ấy vừa ra khỏi miệng, liền đổi lấy hoàng phủ thanh thiên lạnh lùng ánh mắt, lãnh tiên sinh, các hạ đại tài, ta cái gì thưởng thức, nhưng là xin đừng đem ta cùng các ngươi đám rác rưởi này so sánh. Còn có, cầm tới tiểu tử kia đầu về sau, đế vương môn môn chủ chi vị. Phụ thân, có phải hay không cái kia thoái vị? Thân thể không khỏi bỗng nhiên run run, hoàng phủ thiên nguyên sắc mặt âm trầm càng thêm lợi hại. Cái này, cũng là hắn con trai ngoan, bảy nhà mạnh nhất thiên tài, lục long đứng đầu, còn thời khắc muốn cùng mình cha ruột đoạt vị, chấn thiên đế vương long, hoàng phủ thanh thiên. Năm tháng sau, đế đô trong hoàng thành. Hoàng đế ngay tại ngự thư phòng phê duyệt tấu chương. Đột nhiên, một đạo hắc ảnh thoáng hiện, rơi xuống bên cạnh hắn, một chân quỳ xuống, hai tay cung kính giơ lên một tờ giấy, thản nhiên nói, bệ hạ, Vân Long Thành truyền đến Lạc Gia tin tức. Trình lên, hoàng đế nhẹ nhàng mở miệng, lại không có liếc hắn một cái, người kia liền lập tức đứng dậy, đem tờ giấy cung cung kính kính đưa lên. Hoàng đế tiếp nhận mở ra, nhưng chỉ là nhìn một chút. Liền mắt rồng chừng một cái, vung tay ném đến trên mặt hắn, mắng to lên tiếng, 5 năm qua, mỗi lần truyền đến tình báo đều là hết thảy mạnh khỏe, hết thảy bình thường. Nhưng lần này Lạc Gia tại Bách Gia tranh minh lên đại xuất danh tiếng, bọn họ những cái kia đoán cốt cảnh thiếu niên cao thủ là cái gì đến, các ngươi tình báo lại là làm sao làm. Vi thần biết tội, mời bệ hạ bớt giận, người kia vội vàng quỳ mọp xuống, dọa đến run lẩy bẩy. Hoàng đế khẽ vuốt râu. Trong mắt nộ khí chi cái gì, uyển như núi lửa bạo phát đồng dạng. Có điều rất nhanh, hắn liền bình tĩnh trở lại, trong mắt lóe thâm thúy ánh sáng. Thế nhưng là loại tình huống này, so với hắn nổi giận lúc, lại càng để cho người trong lòng run sợ. Có Trác Phàm tiểu tử kia tin tức sao? Hoàng đế gằn giọng hỏi. Người kia bái phục trên mặt đất, thẳng lắc đầu, khởi bẩm bệ hạ, còn chưa tra được. Như vậy hộ long thần vệ, Cổ Tam Thông tin tức đâu? Hoàng đế hỏi tiếp, người kia khóe miệng một xẹp, sắp khóc đi ra, run run rẩy rẩy mà nói, khởi bẩm bệ hạ, cũng không tra được. Lạc gia, tra 5 năm tra không ra, Trác Phàm, lại tra 5 năm, tra không được, liền Cổ Tam Thông như thế một cái phách lối hài tử, đi đến chỗ nào đều có thể gây tai họa đổ vật, các ngươi thế mà cũng tra không được. Hừ hừ, chấm dưỡng các ngươi đám này phế vật, đến tột cùng là có làm được cái gì a? Hoàng đế cười lạnh, trong mắt sát ý lẫm liệt. Người kia vội vàng cuống quýt dập đầu, cầu xin tha thứ, bệ hạ thứ tội, chúng thần làm việc bất lợi, mời bệ hạ tha mạng. Lăn xuống đi, hoàng đế một phất ống tay áo, quát lạnh lên tiếng. Người kia vội vàng lại bái ba bái, lộn nhào chạy đi, tạ bệ hạ, tạ bệ hạ. Thật sâu hít một hơi, hoàng đế ngửa đầu nhìn lên trời, trong mắt tinh quang nhấp nháy, Cổ Tam Thông cùng Trác Phàm đồng thời mất tích. Chẳng lẽ tin tức kia là thật, bọn họ thật toàn ở Lạc Lôi Hạp gặp nạn. Nếu thật là như thế tới nói, Cổ Tam Thông cũng coi như, tiểu tử kia không ổn định cực kỳ, có lẽ từ đó trên thế gian biến mất, khá tốt sự tình. Nhưng là, cái kia Trác Phàm còn chưa hoàn thành chẫm giao cho hắn nhiệm vụ, chết lại quả thực đáng tiếc. Bất quá tiểu tử này cũng thật là khiến người sợ hãi thán phục, lại có thể đem một cái một nghèo hai trắng tam lưu gia tộc, chế tạo thành bây giờ dạng này phong vân thế gia. Cũng đúng là kỳ tích. Chỉ là không biết bây giờ cái này Lạc Gia, tại không có Trác Phàm tình huống dưới, còn có thể không đạt đến chẫm yêu cầu, ha ha ha. Hoàng đế cười khẽ một tiếng, trong tiếng cười thiếu một phần đế vương cởi mở, nhiều một phần kiêu hùng gian trá. Đúng lúc này, một gã hộ vệ đi vào hoàng đế trước mặt, quỳ sát nói, khởi bẩm bệ hạ, hộ long thần vệ Cổ Tam Thông đại nhân trở về,
Tiếng cười im bặt mà dừng, hoàng đế trầm ngâm một trận, thở dài, phất phất tay nói, biết. Nhưng là trên mặt, tựa hồ có một chút không nhanh. Ai, phiền phức gia hỏa vẫn là không có biến mất khỏi thế gian a. Cùng lúc đó, một tòa cao lớn trước cửa thành, một đạo thân ảnh quen thuộc xuất hiện. Ngẩng đầu nhìn lại, lại chính gặp trên cửa thành mới khắc lấy ba cái cứng cáp có lực chữ lớn, Vân Long Thành. Truyền thuyết đây là hiện nay hoàng thất, Vũ Văn gia tộc năm đó khởi binh lập quốc lúc làm giàu chi địa, cho nên mỗi trăm năm một lần bách gia tranh minh, cũng toàn đều ở nơi này cử hành. Ai, tại Lạc Lôi Hạp bên trong ngốc thời gian quá dài, hy vọng tới không tính trễ, đám người kia nhưng là tuyệt đối đừng thoáng cái thì bị người ta đánh về nhà a. Trác Phàm quấn tại một kiện màu đen áo choàng phía dưới, thở dài lên tiếng, vội vàng hướng trong thành đi đến. Thành trì chung quanh, đều có quân đội trấn giữ, lại không hạn chế ra vào lui tới. Chủ yếu là lần thịnh hội này, chính là toàn bộ đế quốc gia tộc thịnh hội, tất cả mọi người tự nhiên có thể tự do ra vào quan sát, hoặc là tham gia cái này bách gia tranh minh. Mà quân đội chủ yếu nhiệm vụ, chính là phòng ngừa giữa các gia tộc tư đấu, riêng là Ngự Hạ Thất gia. Một khi đấu, thì dễ dàng gây nên toàn bộ đế quốc rung chuyển. Cứ như vậy, lần này được phái tới đóng giữ tòa thành trì này người, cũng miêu tả sinh động. Toàn bộ đế quốc bên trong, có thể trấn nhiếp Ngự Hạ Thất gia, chỉ có tứ trụ ngày thứ hai Vũ Đại Nguyên Soái, chiến thần Độc Cô Chiến Thiên. Bất quá Trác Phàm hiện tại còn không muốn cùng lão nhân này chạm mặt, sau đó điệu thấp ẩn vào đi. Một vào trong thành, Trác Phàm liền là hoàn toàn ngây người. Bởi vì nơi này thực sự quá náo nhiệt, người đông tấp nập. Dù cho so với Hoa Vũ Thành lần kia bách đan thịnh hội, còn muốn náo nhiệt không chỉ gấp 10 lần. Bất quá suy nghĩ một chút cũng đúng, Hoa Vũ Thành lần kia bách đan thịnh hội, mới khả năng hấp dẫn mấy cái gia tộc. Cái này bách gia tranh minh, thế nhưng là đem chọn cái đế quốc muốn thăng chức rất nhanh gia tộc, đều hấp dẫn đến, muốn không náo nhiệt cũng khó a. Bất quá hắn cũng không có thời gian tại trên đường cái xem náo nhiệt. Việc cấp bách, hắn nhất định phải lập tức tìm tới Lạc gia vị trí, xác định tình huống bây giờ. Thế nhưng là còn không đợi hắn đi đến mấy bước, từng tiếng huyên náo lại là đột nhiên truyền vào hắn trong tai, Phong Lâm Thành Lạc gia đã 27 liên thắng, tấn cấp nhị lưu thế gia trận chung kết, thành làm lần này bách gia tranh minh lớn nhất đại hắc mã. Mi đầu bất giác vẩy một cái, Trác Phàm theo tiếng kêu nhìn lại. Đã thấy đó là ở giữa ồn ào quán rượu nhỏ, sau đó chậm rãi tiến đến, muốn xem rõ ngọn ngành. Nhưng là vừa tiến vào bên trong, Trác Phàm liền nhất thời cảm thấy một cỗ dày đặc tử khí nhào tới trước mặt, tiếng người huyên náo. Một đám đại lão ra hai tay để Trần Huy Quyền kêu to, không biết tại ồn ào cái gì. Tử quán cửa chính trên mặt, mang lấy một chương rộng thùng thình chiếu bạc, sau lưng trên mặt tường thì là dán vào các gia tộc tên cùng thành trì. Thậm chí còn có đẳng cấp. Một đám người thì ngồi ở kia trên chiếu bạc, không dừng lại cược. Đương nhiên, các gia tộc tỷ lệ đặt cược cũng không giống nhau. Ngẩng đầu nhìn lại, Trác Phàm lại phát hiện, phía trên kia thế mà còn có 7 thế gia tục danh, thậm chí ngay cả đại biểu thiên tài đệ tử biệt hiệu cũng viết lên. Phi Thiên Hàn Phượng Hoa Vũ Lâu, Xuyên Lâm Dực Long Khoái Hoạt Lâm, Kim Giáp Kiếm Long Kiếm Hầu Phủ. Trác Phàm gần từng chữ thì thào lên tiếng. Nhưng là sau cùng lại là đột nhiên cả kinh kêu lên, Trùng Thiên Ma Long Hắc Phong Sơn, đây là ai biệt hiệu? Cái kia trên chiếu bạc một cái gã sai vặt, gặp Trác Phàm ngạc nhiên như vậy, khinh thường bĩu môi, cười nhạo nói, nhà quê, ngươi theo trên núi tới đi, liền Phong Lâm Thành, Hắc Phong Sơn Lạc gia, ra cái Trùng Thiên Ma Long Trác Phàm, cũng không biết. Trác Phàm một trận yên lặng, gãi đầu một cái, hắn lúc nào có cái Trùng Thiên Ma Long biệt hiệu? Tựa hồ gặp hắn vẫn là không hiểu, cái kia gã sai vặt thở dài, giải thích nói, ngươi cũng quá vô tri a, cái này Ma Vương Trác Phàm năm đó đại náo Hoa Vũ Thành, thiên hạ ai không biết ai không hiểu. Bây giờ nghe nói hắn muốn đại biểu Lạc gia tới tham gia bách gia tranh minh, tự nhiên muốn cùng Lục Long Nhất Phượng sánh vai cùng nhau, cho nên có người thì cho hắn làm cái Trùng Thiên Ma Long biệt hiệu, tựa hồ là lấy từ hắn lúc đó dùng một chiêu vũ kỹ. Đánh giám. Thế mà. Cái kia gã sai vặt còn chưa nói xong, một đại hán liền mắng to một tiếng nói, thuần túy nói vớ nói vẩn, tuy nhiên năm đó Ma Vương Trác Phàm tại Hoa Vũ Thành, dùng một chiêu ma long ngút trời giết đế vương môn nhị công tử, nhưng cái này biệt hiệu ý tứ, thực là ý chỉ hắn đem hóa thành trùng thiên ma long, xông phá bầu trời,
khiêu chiến bảy thế gia ngàn năm qua quyền uy. Cái gì cũng không biết, cũng không cần cho người ta loạn giải thích, dạy hư học sinh. Trác Phàm khẽ gật đầu, cảm thấy cái này cái thứ hai giải thích càng thêm hợp lý. Bà mẹ ngươi chứ gấu à, ai dám tại lão tử trên đầu che một mảnh bầu trời, lão tử đem hắn hướng cái nhão nhoẹt, lúc này mới giống lão tử tác phong. Ha ha ha, trùng thiên ma long, lão tử ưa thích. Thế nhưng là, còn không đợi hắn lộ ra vẻ mừng như điên, cái kia gã sai vặt nhưng lại là một ngâm, đối đại hắn kia mắng to, người mới đánh dám đây, coi như cái kia ma vương Trác Phàm lợi hại hơn nữa, lấy hắn lực lượng một người sao có thể địch nổi bảy nhà chi uy. Bảy nhà sừng sững thiên vũ ngàn năm, nhưng là không phải hạng người bình thường. Chẳng lẽ ngươi không nghe nói, Lạc gia hậu trường cũng là kiếm hầu phủ, tiềm long các cùng hoa vũ lâu sao? Ta đoán chừng, coi như Lạc gia sau cùng đến bảy nhà quyết chiến thời điểm, cũng sẽ lấy cái này ba nhà phụ thuộc gia tộc thân phận tham chiến. Đụng! Đột nhiên, Trác Phàm vỗ mặt bàn, sắc mặt cấp tốc lạnh xuống đến, âm u nói, người nào nói cho các ngươi? Lạc gia là ba người bọn hắn phụ thuộc gia tộc. Nói cho các ngươi, lần này Lạc gia đem về lấy độc lập một nhà thân phận, cùng bảy nhà cộng đồng cạnh tranh, tuyệt sẽ không tránh tại bất luận cái gì một nhà che chở phía dưới, các ngươi chờ đó cho ta nhìn kỹ. Không khỏi run lên, hai người đều là không rõ ràng cho lắm nhìn về phía Trác Phàm. Người này cùng Lạc gia quan hệ thế nào, làm gì như thế bảo trì cái này mới lên cấp hắc mã đâu. Thế nhưng là, còn không đợi bọn hắn suy cười ra tiếng, mắng Trác Phàm não tử có bệnh, một tiếng già nua cười to lại là đột nhiên tại mọi người mà thôi trước vang lên, ha ha ha. Không tệ, Lạc gia chính là muốn lấy một nhà chi lực, khiêu chiến ngàn năm không thay đổi quy củ. Nếu không lời nói, bách gia tranh minh đến sau cùng, mỗi lần đều là bảy nhà chi chiến, chẳng phải quá không thú vị. Thân thể bất giác lắc một cái, Trác Phàm đuổi vội vàng xoay người nhìn qua. Lại chính gặp ba đạo thân ảnh già nua đứng tại hắn sau lưng. Mà lại ba người bọn họ giống như hắn, đều hất lên một kiện áo choàng, ẩn tàng thân hình. Ở giữa nhất một vị lão nhân, chậm rãi ngẩng đầu lên, lộ ra thâm thúy ánh mắt, nhìn về phía Trác Phàm nhếch miệng cười nói, Trác quản gia, lão phu cùng ngươi thần giao đã lâu, hôm nay chúng ta rốt cục gặp mặt. Tại hạ đế quốc thừa tướng gia Cát Trường Phong, thuận tiện một lần sao? Trong mắt bất giác bỗng nhiên co rụt lại, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, trong lòng kinh ngạc. Hắn vạn vạn không nghĩ đến, tứ trụ đứng đầu thừa tướng, Gia Cát Trường Phong, sẽ đích thân tìm tới hắn. Lại nhìn về phía bên cạnh hắn hai vị lão giả, khí tức ẩn mà không phát, tuyệt đối là trên đời thưa thất tuyệt thế cao thủ. Sau đó thở sâu, Trác Phàm khẽ gật đầu, Gia Cát Trường Phong bật cười lớn, làm mời thủ thế. Liền cùng Trác Phàm cùng nhau đi vào bên cạnh một trương bàn rượu bên cạnh ngồi xuống. Hai vị khác lão giả, đứng tại Gia Cát Trường Phong bên người, song đồng bỗng nhiên lóe lên, một cỗ vô hình khí tầng nhất thời đem hai người bao khỏa ở bên trong. Bên ngoài tạp âm rốt cuộc nghe không được, mà bên trong tiếng nói chuyện, ngoại giới đồng dạng khó có thể phát giác. Thế nhưng là đối với hắn tất cả mọi người tới nói, bốn người này lại không có gì khác biệt. Dường như cũng là ở nơi đó ngồi đấy nói chuyện phiếm thôi. Mà cái kia gã sai vặt cùng đại hán nhìn lấy bốn người, cũng là rất là kỳ lạ, về sau liền lắc đầu, không nhìn nữa. Trác Phàm trong lòng hoảng hốt, đối hai vị này lão giả càng thêm kiêng kỵ, dạng này thực lực, có thể nhẹ nhõm đem ngoại giới cách ly, cũng không phải bình thường thần chiếu cao thủ có thể đạt đến. Cho dù là thần chiếu đỉnh phong, cũng tuyệt đối không thể. Hai người này nhất định là tu tập đặc thù nào đó công pháp, coi là thật không thể khinh thường. Lại nhìn cái này Gia Cát Trường Phong, tuy nhiên chỉ có thiên huyền nhị trọng cảnh tu vi, nhưng bên người cao thủ đông đảo, kỳ nhân xuất hiện lớp lớp, đáng sợ coi là thật không tại bảy nhà bất luận cái gì một nhà phía dưới. Tứ trụ đứng đầu, hoàn toàn xứng đáng. Trác quản gia, ngươi là có hay không là đang kỳ quái, lão phu tại sao lại tới tìm ngươi? Vào chỗ về sau. Gia Cát Trường Phong khóe miệng ria mép khẽ run, cười nhạt xuất khẩu. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, khẽ gật đầu, lại là không nói gì, chỉ là hai mắt nhìn thẳng hướng hắn, giống như chờ lấy hắn trả lời. Gia Cát Trường Phong trong mắt lóe lên một đạo tàn ý, âm thầm gật đầu. Thực vừa mới Trác Phàm là đáp câu nói trước, liền tương đương rơi vào hắn trong cạm bẫy, đem hai người quyền nói chuyện giao cho hắn, lỗ mũi mình cũng phải bị hắn nắm đi. Thế nhưng là Trác Phàm lại giữ yên lặng,
để chính hắn nói ra đáp án, lại vừa vặn bảo trụ trò chuyện quyền chủ động. Cái này mặc dù chỉ là một cái chi tiết nhỏ, nhưng đối một thượng vị giả tới nói, lại là tương đối quan trọng. Bởi vì quyền nói chuyện thì đại biểu quyền thế, người quyền nói chuyện bị đoạt, thì sẽ liên lụy người khí thế cũng theo giảm nhiều. Ở phương diện này, Trác Phàm hiển nhiên cũng là bên trong cao thủ, Gia Cát Trường Phong khẽ gật đầu, cười nói Trác quản gia quả nhiên là nghe danh không bằng gặp mặt càng hơn nghe danh, lão hủ bội phục. Gia Cát thừa tướng quá khen, ngài đại danh, tại hạ mới là như sấm bên tai. Trác Phàm khẽ gật đầu, cùng hắn đánh tới ha ha. Gia Cát Trường Phong bật cười lớn, thở dài, rõ ràng người trước mặt không nói tiếng lóng, chúng ta hai cái bộ này tâm cơ thuật ngữ, cũng không cần lại đối lẫn nhau dùng. Nếu không lời nói, đoán chừng trận này trò chuyện, ba ngày ba đêm đều không về không. Ha ha ha, Gia Cát thừa tướng thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, tại hạ cũng cho rằng như vậy. Trác Phàm gật đầu cười nói, trong mắt tinh quang nhấp nháy. Gia Cát Trường Phong gật gật đầu, đi thẳng vào vấn đề, Trác quản gia, Lạc gia lần này trước tới tham gia Bách gia tranh minh, chỉ sợ là có người sau lưng xui khiến đi. Há, làm sao mà biết? Trác Phàm lông mày nhíu lại, cười nói. Gia Cát Trường Phong rìa mép động động, đạm mạc lên tiếng, bởi vì người ta đều là trưởng khống đại cục người. Tuy nhiên lão phu tin tưởng, có Trác quản gia dạng này nhân tài tỏa chấn, Lạc gia quật khởi là sớm muộn sự tình, thậm chí ngày sau áp đảo bảy nhà phía trên, cũng không phải là không được. Bất quá giờ này khắc này liền nhảy ra, hiển nhiên là quá sớm một chút. Lấy Trác quản gia lòng dạ, không có khả năng làm ra như thế chỉ vì cái trước mắt sự tình, tất là có người bức bách, hoặc là dụ hoặc, mới làm đến ngươi không được không làm như vậy. Trong mắt hơi động một chút, Trác Phàm trong lòng thầm khen. Cái này Gia Cát Trường Phong quả nhiên người phi thường so với, đúng là giống như nhìn thấu hết thảy. Không sai, Lạc gia lúc này thì nhảy đến trước mắt mọi người, tham dự vào bảy nhà trong tranh đấu, xác thực quá sớm. Tuy nhiên lấy hiện tại Lạc gia thực lực, hắn Trác Phàm đã không hề sợ hãi. Nhưng lại cũng không phải là có 100% nắm chắc, có thể ở trong cuộc tranh đấu này, trở thành sau cùng bên thắng. Hắn sở dĩ dạng này, cũng là không muốn mất đi hoàng thất tòa này núi dựa lớn, hoặc là đắc tội hoàng thất. Nói là dụ hoặc cũng tốt, bị bất đắc dĩ cũng được, đều hoàn toàn chính xác. Riêng là Lạc gia lúc này hiển hiện ra thực lực đến xem, trừ cái này Gia Cát Trường Phong bên ngoài, đoán chừng không có người sẽ nghĩ tới sau này Lạc gia phát triển hội vượt qua bảy thế gia đi. Suy đoán này không thể bảo là không lớn mật, nhưng lại nhìn đến cực độc. Có hắn Trác Phàm tại một ngày, hắn ắt có niềm tin đem Lạc gia đưa đến độ cao này, nhưng là bây giờ lại không có người sẽ tin tưởng, chỉ có cái này Gia Cát Trường Phong có thể nhìn thấu hết thảy. Lâu dài ánh mắt, coi như liền Trác Phàm chính mình cũng không khỏi thật sâu kính nể. Nếu là đất khách ở chung lời nói, hắn tuyệt đối không dám làm ra hoang đường như vậy phỏng đoán. Tứ trụ đứng đầu, Gia Cát thừa tướng coi là thật thực chí danh quy, Trác Phàm bội phục. Thật sâu hít một hơi, Trác Phàm một mặt nghiêm túc, nói lên từ đáy lòng. Chậm rãi khoát khoát tay, Gia Cát Trường Phong cười khẽ một tiếng, Trác quản gia quá khen, lão hủ chỉ là chìm đắm đạo này nhiều năm, có chút tâm đắc thôi. Chỗ nào so ra mà vượt Trác quản gia tuổi còn trẻ, liền một vai nâng lên toàn cả gia tộc vinh nhục, thực sự để lão hủ bội phục không thôi a, ha ha ha. Như vậy, Gia Cát thừa tướng lời ấy chân ý là. Coi chừng sau lưng ngươi người kia, Gia Cát Trường Phong trong mắt tinh quang lóe lên, thật sâu nhìn về phía Trác Phàm, trịnh trọng lên tiếng. Mi đầu hơi nhíu, Trác Phàm ánh mắt nhẹ nhàng hư lên. Minh bạch hắn lòng nghi ngờ, Gia Cát Trường Phong cười cười nói, ta biết rõ Trác quản gia trong lòng có nghi ngờ, xác thực, lão phu lời ấy rất là khả nghi, thiên hạ lại có ai hội hảo tâm như thế, thay người khác suy nghĩ. Không tệ, lão phu xác thực có tư tâm, nhưng là, mời Trác quản gia yên tâm, lão phu địch nhân không phải ngươi. Thậm chí, có lẽ chúng ta sẽ có địch nhân chung. Há, chỉ giáo cho, không khỏi khẽ giật mình, Trác Phàm cả kinh nói. Cười nhạt một tiếng, Gia Cát Trường Phong sờ sờ khóe miệng hai liếc lốm đốm chỏm râu bạc phơ, trong mắt lóe lên thâm thúy ánh mắt, ngao cỏ đánh nhau ngư ông đắc lợi, câu nói này, ta muốn Trác quản gia chắc là so người nào đều giải. Như vậy, ngươi là muốn làm trai cò, vẫn là muốn làm ngư ông. Ha ha ha,
Gia Cát Trường Phong cười nhẹ lắc đầu, khoát tay nói, lời cùng ở đây, tin tưởng lấy Trác quản gia thông minh tài trí, không khó lắm lý giải. Không khỏi sờ mũi một cái, Trác Phàm thật sâu liếc hắn một cái, tựa hồ có điều ngộ ra, khóe miệng vạch ra một đạo không hiểu ý cười. Thấy tình cảnh này, Gia Cát Trường Phong biết hắn đã rõ ràng, không khỏi ngầm hiểu lẫn nhau bật cười. Hai người nhìn nhau cười một tiếng, đều là không sai gật đầu. Ha ha ha, cùng người thông minh trò chuyện, cũng là dùng ít sức. Trác quản gia, lão phu hôm nay nói chỉ chuyện này, như vậy cáo từ. Bất quá còn có một cái việc tư, trong lòng một mực tồn lấy nghi hoặc, còn mời các hạ vì lão phu giải đáp. Gia Cát Trường Phong ôm một cái quyền, đã là muốn đứng dậy rời đi, nhưng lại là khiêu mi nói. Trác Phàm cười nhạt một tiếng, vui vẻ lên tiếng, cứ nói đừng ngại. Là như vậy, lão phu chính là một nước thừa tướng, thần toán tử lãnh vô thường, là đế vương môn đại quản gia, các hạ lại là lạc gia quản gia. Nói đến, ba người chúng ta vốn thuộc đồng loại, đều là vì người khác chỉ điểm giang sơn, bày mưu tính kế thế hệ. Thế nhưng là, lão phu cùng lãnh vô thường đều có tư tâm, chỉ là thời cơ chưa tới, không được phát tác. Nhưng là lấy Trác quản gia chi tài, vì sao đồng ý lạc gia bên trong. Lấy lão phu chỗ xem, các hạ không phải vì tình sở khốn, vì nghĩa chỗ mệt mỏi người. Cái này, thực sự để lão phu không hiểu. Trong mắt hơi hơi run run, Trác Phàm hít sâu một hơi, suy nghĩ một chút, lại là đột nhiên lộ ra một cái nụ cười quỷ dị, gần từng chữ một, bởi vì ta dã tâm, so với các ngươi lớn. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại. Luôn luôn bình tĩnh tứ trụ đứng đầu, Gia Cát Trường Phong, lần này đúng là hiếm thấy run run thân thể, song quyền cũng không thấy chăm chú nắm lại tới. Bên cạnh hắn Âm Dương Song lão, tựa hồ cũng là lần đầu tiên nhìn đến hắn bộ dáng này, bất giác giật mình, nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt cũng bất thiện, trên thân khí thế dần dần phát ra, một cỗ nồng đậm sát cơ hướng Trác Phàm đánh tới. Nhưng Trác Phàm lại không hề sợ hãi, phải đồng tử bên trong, vầng sáng màu vàng óng hơi hơi chớp động. Chậm. Đột nhiên, ngay tại cái này dương cung bạt kiếm thời điểm, Gia Cát Trường Phong lại là giơ bàn tay lên, chậm rãi lúc lắc, cái kia Âm Dương Song lão mới thu hồi khí thế, không còn phóng thích cái kia cỗ sát ý, Trác Phàm cũng mới buông lỏng một hơi. Chỉ là Gia Cát Trường Phong nhìn về phía Trác Phàm ánh mắt, lại hết sức mê võng, lão phu không biết các hạ dã tâm đến cùng lớn bao nhiêu, nhưng lại mười phần mong đợi ngày đó đến, hy vọng không phải là một giấc mộng đẹp đi. Nói xong, Gia Cát Trường Phong liền phất phất tay, quay người rời đi, Âm Dương nhị lão vội vàng đuổi theo. Đợi đi mười mấy bước về sau, ba người đã là rời đi xa xa gian kia quán rượu nhỏ, bên trong một lão mới rên lên một tiếng, nhìn về phía Gia Cát Trường Phong nói, thừa tướng, vì sao không để cho chúng ta giải quyết hắn? Tiểu tử kia khẩu khí, thực sự quá cuồng vọng. Không, lão phu ngược lại là cảm thấy, hắn không giống như là đang khoác lác. Lắc đầu, Gia Cát Trường Phong mi đầu thật sâu nhăn lại, nỉ non lên tiếng, thế nhưng là, hắn mắt đến tột cùng là cái gì đây? Lấy hắn chi năng, đợi một thời gian, hoàn toàn có thể xưng vương xưng bá, nhưng lại một mực mang theo lạc ra cái này vướng víu, đến tột cùng là vì cái gì đây? Ai, tiểu gia hỏa này xem như lão phu bình sinh đến nay, cái thứ nhất nhìn không thấu người. Âm Dương Song lão liếc nhìn nhau, không dám lên tiếng, sợ quấy rầy thừa tướng suy nghĩ. Chỉ là một đường đi tới, Gia Cát Trường Phong nhưng như cũ cau mày, không nghĩ ra bên trong nguyên do, lại làm đến Âm Dương Song lão cũng theo một trận than thở. Một cái mồm còn hôi sữa hầu ngôn loạn ngữ, có trọng yếu như vậy à? Một phương diện khác, Vân Long thành một tòa lớn nhất diễn võ tràng Lộ Thiên bên trong, một lần lại một lần bạo phát ra trận trận oanh minh tiếng vỗ tay. Diễn võ đài lên, Lạc Vân Thường một thân trang phục, tư thế hiên ngang. Từng ngụm thở hổn hển. Thướt tha bóng hình xinh đẹp, tại cái kia thân thể kình phục bọc vào, lộ ra càng thêm tinh xảo đặc sắc, khiến người ta nhìn một chút, liền nhìn không được ngụm nước chảy dòng 3.000 trượng. Riêng là tại cái này đổ mồ hôi đầm đìa phía dưới, càng lộ ra vũ mị yêu kiều, mềm mại động lòng người. Chỉ là cái kia một thân đoán cốt cảnh ngũ trọng tu vi, lại là để rất nhiều phát tình sói hoang nhóm chùn bước. Ngay tại vừa mới, trên đài bốn cái đoán cốt tứ trọng cao thủ, bị cô gái nhỏ này tiện tay đánh thành trọng thương, ngã xuống đất không dậy nổi. Mà bên cạnh hắn, là một cái khuôn mặt lạnh lùng thiếu niên, đại khái 15-16 tuổi,
đoán cốt tam trọng cảnh thực lực. Bất quá tuy nhiên hắn còn quá trẻ, dĩ nhiên đã là thiên vũ nổi tiếng nhân vật thiên tài. Thiên vũ chiến thần, độc cô chiến thiên đại nguyên soái vị thứ 5 con nuôi, thiên vũ ngũ hổ bên trong lớn nhất tiểu hàng long hổ, lạc vân hải, ai không biết ai không hiểu. Đi theo tại độc cô chiến thiên bên người, cùng 4 vị huynh trưởng kề vai chiến đấu, đã có 2 năm có thừa, nhiều lần lập chiến công, tính toán là chân chính ma luyện thành một cái thép thiết hán tử. Chung quanh bọn họ, là 10 cái cùng Lạc Vân Hải tuổi tác tương tự thiếu niên, nhưng là ánh mắt lại là so Lạc Vân Hải còn bền hơn kiên quyết, toàn thân cao thấp tản ra cuồn cuộn hắc khí, một thân bắp thịt cũng như cương gân thiết cốt đồng dạng, lóe kim loại sáng bóng. Tuy nhiên bọn họ cũng chỉ có đoán cốt tứ ngũ trọng tu vi, nhưng là chân chính đọ sức lên, lại là có thể đem đoán cốt bát cửu trọng cao thủ đánh giết trọng thương, lực phá hoại tương đương khủng bố. Cái này, cũng là Trác Phàm để Bàng thống lĩnh huấn luyện một đám mới Lạc gia hộ vệ. Tuy nhiên đây chỉ là bên trong một góc của băng sơn, nhưng là đã đó có thể thấy được, cái này một nhóm Lạc gia hộ vệ, đến cỡ nào biến thái cùng khủng bố. Suy nghĩ một chút những thiếu niên này trưởng thành bộ dáng, đó là như thế nào cường hãn một cỗ chiến lực, liền làm cho tất cả mọi người ngăn không được run sợ. Có lẽ là sợ người đố kỵ, sẽ nhằm vào Lạc gia, cho nên lần này Lạc gia cũng chỉ phái ra cái này 10 tên thiếu niên đi theo. Nếu để cho bọn họ biết Lạc gia giống như vậy biến thái thiếu niên, còn có một món lớn, cái kia không được cùng công chi, đem bọn hắn sớm ách chết từ trong trứng nước A. Bất quá dù vậy, Lạc gia loại này tổng thể biến thái giống như thực lực, vẫn như cũ làm cho tất cả mọi người kinh ngạc không hiểu. Ngay tại vừa mới, Lạc gia 12 người, đối một cái khác thiên vũ bên trong có không nhỏ danh vọng nhị lưu thế gia hơn 100 người, đúng là đem người ta một tên cũng không để lại trọng thương tới chết, bên trong thậm chí còn có không ít đoán cốt bát cửu trọng cao thủ. Điều này không khỏi làm tất cả mọi người đối Lạc gia nghẹn họng nhìn chân chối, lau mắt mà nhìn. Riêng là nghe nói, Lạc gia chiến lực mạnh nhất còn chưa đăng tràng, mọi người liền càng thêm chờ mong. Trong truyền thuyết kia trùng thiên ma long, đến tột cùng là như thế nào đáng sợ nhân vật. Lần này nhị lưu thế gia gia tộc chiến, người thắng trận, phong lâm thành Lạc gia. Một vị thân thể mặc trường bào lão giả, chậm rãi bay thấp diễn võ đài lên, xem xét cũng là thiên huyền cường giả, đưa tay chỉ Lạc gia phương vị 12 người, lớn tiếng tuyên cáo. Tiếng nói vừa dứt, chung quanh trên khán đài liền vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay, đồng thời, mọi người tiếng thán phục cũng liên tiếp. Đây đã là Lạc gia 2-18 thắng liên tiếp A, thật không dám tưởng tượng, bọn họ trước kia là tam lưu thế gia. Đúng vậy A, mà lại nghe nói bọn họ đệ nhất cao thủ, còn chưa lên tràng. Cái kia gọi là Trác Phàm tuổi trẻ quản gia, nghe nói có thể so với 7 thế gia lục long nhất phượng thực lực, được xưng là thiên vũ thứ 7 đầu rồng, trùng thiên ma long. Cái gì, Lạc gia thực lực coi là thật như thế cường hãn, vậy bọn hắn trước kia làm sao lại một mực không có danh tiếng gì, tại tam lưu thế gia bên trong đảo quanh đây. Trên khán đài mọi người trong mắt lộ ra kinh ngạc, lại là xì xào bàn tán, thảo luận cái này đột nhiên xuất hiện hắc mã gia tộc thần bí bối cảnh. Đồng dạng, đang nhìn đài tầng trên cùng vị trí, cũng là đứng đấy mấy cái quen thuộc bóng người. Nếu là đắm chìm ở trên diễn võ trường mọi người quay đầu nhìn qua, nhất định sẽ kinh ngạc lên tiếng. Cái này không phải liền là Ngự Hạ Thất gia đại biểu nhân vật A, Lục Long Nhất Phượng. Ha ha ha, nói cái gì tam lưu thế gia, lúc trước tiểu tử kia khẳng định đang gạt ta. Vừa mới gia tộc kia, tại nhị lưu bên trong cũng coi như trung thượng đẳng, lại bị Lạc gia lấy ít thắng nhiều đánh ngã một chỗ. Nếu là đây coi là tam lưu, vậy là cái gì nhị lưu? Đúng không, Ngưng Nhi? Tạ Thiên Dương liếm láp mặt cười cười, nhìn về phía bên người một vị thanh thuần mỹ nữ. Nữ tử kia chính là đã trở thành kiếm hầu phủ phụ thuộc gia tộc Tiết gia tiểu nữ nhi, Tiết Ngưng Hương. Có điều nàng lại không có nhìn Tạ Thiên Dương liếc một chút, chỉ là chăm chú nhìn cái kia diễn võ đài lên, trong mắt lóe lên một đạo mê mang, thì thào lên tiếng, vì sao Trác đại ca không tại, hắn không tham gia sao? Ngưng Nhi, ngươi làm gì luôn nhắc lên hắn, mất hứng. Tạ Thiên Dương một mặt khó chịu bĩu môi, chua xót nói. Lúc này, bên cạnh bọn họ Tạ Thiên Thương, trong tay chấp nhất một thanh hàn mang ẩn vào vỏ kiếm trường kiếm, đạm mạc lên tiếng, xem ra, lời đồn đãi kia là thật, trùng thiên ma long Trác Phàm, thật đã không ở trên đời này. Cái gì truyền ngôn,
Tiết Ngưng Hương không khỏi quính lên nói. Tạ Thiên Thương trầm ngâm một trận, lạnh lùng nói, nghe đồn 5 năm trước, Trác Phàm gặp phải Lạc Lôi Hạp, đã táng thân bên trong. Đáng tiếc, nghe các người đối với hắn như thế tán dương, ta cũng muốn mở mang kiến thức một chút, hắn thực lực đến tột cùng như thế nào, lại là vô duyên nhìn thấy. Đại ca, thế nhưng là còn không đợi hắn lời nói xong, Tạ Thiên Dương đã là vội vã đánh gãy, lại là đã muộn. Lại quay đầu nhìn về phía Tiết Ngưng Hương lúc, trong mắt nàng đã tràn đầy nước mắt, không thể tin dao động cái đầu, nói bậy, Trác đại ca không có khả năng ra chuyện. Ngưng Nhi, người trước đừng kích động, hắn chỉ là mất tích, vẫn chưa có người nào phát hiện hắn thi thể. Tạ Thiên Dương muốn giải thích một phen, lại là đổi lấy Ngưng Nhi một trận nhìn hằm hằm, Thiên Dương ca, ngươi vì sao không nói cho ta Trác đại ca sự tình. Tạ Thiên Dương một trận nghẹn lời, qua một trận mới thở dài nói, ai, ta chính là sợ ngươi quá thương tâm, cho nên mới. Ha ha ha, cũng là bởi vậy, mới càng chắc là nhanh chóng nói cho nàng, đau dài không bằng đau ngắn a. Ngươi chẳng lẽ không biết, lâu dài tưởng niệm sẽ chỉ làm một nữ nhân đau đớn càng sâu sao? Đột nhiên, cười to một tiếng truyền đến, ba người giật mình, vội vàng quay đầu nhìn qua, lại chính gặp Long Quỳ cùng Long Kiệt. Bồi tiếp một cái xuân ý giạt rào người trẻ tuổi hướng bọn họ bên này đi tới. Ánh mắt khẽ híp một cái, Tạ Thiên Thương lạnh lùng lên tiếng, kiếm trong tay vỏ kiếm, đao kèn kẹt phát ra vang động, Tiềm Long Các Thâm Uyên Tiềm Long, Long Hành Vân. Kính đã lâu, kính đã lâu. Ai, đừng đừng đừng, chúng ta thế nhưng là liên minh, người khác vừa thấy mặt liền muốn rút kiếm a. Đã phát giác Tạ Thiên Thương chiến ý, Long Hành Vân vội vàng khoát khoát tay, làm cười ra tiếng. Tạ Thiên Thương lạnh hừ một tiếng, nắm thật chặt cầm kiếm chuôi, mới kềm chế trong lòng chiến ý, hừ, xin lỗi, ta thấy một lần cao thủ, liền không nhịn được muốn đọ sức một phen. Vừa mới nhiều có đắc tội, thất lễ. Long Hành Vân một trận mồ hôi, tuy nhiên đã sớm nghe nói qua người anh em này là cái võ si, nhưng cũng quá chấp nhất đi. Sẽ không phải tại sao cùng 7 nhà quyết chiến bên trong, chặt hết địch nhân về sau, đột nhiên đối với mình người huy kiếm a. Vậy coi như phiền muộn. Thật sâu hút khẩu khí, Long Hành Vân ngược lại nhìn hướng phía dưới diễn võ đài lên người Lạc Gia, thở dài, tại hạ cũng đã sớm nghe nói qua cái này trùng thiên ma Long Trác Phàm đại danh, lần này vốn muốn mở mang kiến thức một chút, bất quá đáng tiếc, xem ra vô duyên nhìn thấy. Vì cái gì nói như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng nhận định Trác đại ca hẳn phải chết không nghi ngờ à, không phải còn không tìm được hắn thi thể sao? Ngưng Nhi không khỏi quính lên. Lớn tiếng nói. Bất đắc dĩ lắc đầu, Long Hành Vân sắc mặt đột nhiên biến đến cực kỳ nghiêm túc, chết tại Lạc Lôi Hạp người, căn bản chết không toàn thây. Nếu là Trác Phàm như năm đó cửu thúc một dạng may mắn chạy trốn, may mắn không chết lời nói, hẳn là sẽ xuất hiện tại cái này trên diễn võ trường. Nhưng là Lạc Gia liền chiến 28 giữa sân, hắn một lần cũng không có lộ diện. Còn lại 27 chàng cũng coi như, nhưng cái này số 28 chàng. Đừng nhìn Lạc Gia toàn thắng mà ra, cũng đã tương đương cố hết sức. Chỉ sợ một cái không tốt, sẽ xuất hiện thương vong. Loại tình huống này hắn còn chưa lên tràng, ta chỉ có thể cho là hắn không còn tại thế lên. Thân thể bất giác bỗng nhiên run run, Tiết Ngưng Hương tuy nhiên rất không nguyện ý tin tưởng đây là thật, nhưng trong nội tâm nàng minh bạch, người này nói tới câu câu đều có lý, nàng căn bản là không có cách phản bác, không phải do nàng không tin. Sau đó trong lòng liền càng thêm thống khổ, uyển như dao đâm đồng dạng khó chịu. Tạ Thiên Dương gặp, cũng là cầm thật chặt quyền đầu, giữ im lặng, nhưng là bờ môi lại là hung hăng cắn, tựa hồ tại thầm hận chính mình vô năng. Đúng, các ngươi cho rằng, không có Trác Phàm Lạc Gia, còn có cần phải thành cho chúng ta minh hữu sao? Đột nhiên, Long Hành Vân nhìn về phía Tạ Thiên Thương, trong mắt tinh quang lóe qua. Mí mắt hơi hơi run run, Tạ Thiên Thương sắc mặt lạnh nhạt. Lạnh lùng nói, tại ta trong mắt, minh hữu cái gì không quan trọng, chỉ có đáng giá hay không khiêu chiến người. Ha ha ha, không hổ là võ si. Long Hành Vân nhạt cười một tiếng, không biết là tán thưởng vẫn là chế nhạo, ngược lại vừa nhìn về phía Tạ Thiên Dương. Tạ Thiên Dương hơi hơi trầm ngâm, đạm mạc lên tiếng, ta không quản các người nghĩ như thế nào, ta cùng Trác Phàm huynh đệ một trận, nếu là hắn thật không tại, chỉ hy vọng Lạc Gia có thể bình an rời đi nơi đây. Nhị công tử thật sự là tính tình bên trong người. Khẽ gật đầu, Long Hành Vân khẽ cười một tiếng,
xa xa nhìn về phía nơi xa, có điều, chúng ta Tiềm Long Các kết minh đối tượng là Trác Phàm. Nếu là không có hắn, cái này minh ước thì không được lập. Lạc gia phải chăng có thể kéo dài cái này minh ước, liền muốn xem bọn hắn về sau biểu hiện. Thế nhưng là, ta chỉ sợ bọn họ rất khó đợi đến về sau. Nói, Long Hành Vân nhất chỉ đối diện phía trên khán đài, cười nói, xem đi, cái này không có ma long che chở tiểu gia tộc, đã bị nơi này hung mãnh nhất mấy đầu ác long để mắt tới. Nhị công tử, người có nắm chắc theo cái này mấy đầu ác long trong tay đoạt thức ăn sao? Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, Tạ Thiên Dương ba người theo hắn chỉ hướng nhìn qua, lại là giật nảy cả mình. Nguyên lai đối diện bọn họ, cũng đứng đấy bốn đạo nhân ảnh. U Minh Cốc U Ảnh Quỷ Long, U Mưa Núi. Tạ Thiên Thương nhìn lấy một cái áo bảo xám nam tử, mí mắt nhịn không được nhảy nhót. Khoái Hoạt Lâm Xuyên Lâm Dực Long, Lâm Toàn Phong. Tạ Thiên Dương chăm chú nhìn một cái nam tử áo bảo xanh, sắc mặt cũng là cấp tốc ngưng trọng lên. Còn có, Dược Phương Điện Vân Sơn Độc Long, Nghiêm Nửa Quỷ. Đón lấy, Long Hành Vân chỉ một cái một nửa mặt mũi đã hoàn toàn bị màu xanh tím bao trùm thanh niên, lo lắng nói, truyền thuyết hắn luyện độc đã luyện điên, liền mặt đều không muốn. Mà lại trời sinh độc thể, tuy nhiên về mặt đan dược không có Nghiêm Tùng, Nghiêm Phục hai sư đồ lợi hại như vậy, nhưng độc công, nhưng vượt xa độc thủ Dược Vương Nghiêm Tùng, thật sự là cái đáng sợ ra hỏa. Có điều, hắn còn không phải đáng sợ nhất. Thế mà, Long Hành Vân vừa dứt lời, sắc mặt liền xưa nay chưa từng có ngưng trọng lên, thậm chí còn có thật sâu vẻ kiêng dè, chỉ đối diện người cuối cùng nói, tránh thức quái vật, đế vương môn chấn thiên đế vương Long, hoàng phủ thanh thiên, nhưng là cũng ở đó đâu. Cạch, một trận thanh thúy vang động phát ra, Tạ Thiên Thương kiếm trong tay vỏ kiếm, đao bất giác nhất động, trong mắt đã là lóe qua nóng rực ánh sáng. Long Hành Vân gặp, một trận cười khổ, cái này võ si, có biết hay không đối phương là như thế nào nhân vật đáng sợ, chỉ là vừa gặp mặt, liền muốn hướng đối phương khiêu chiến. Ai, thật không biết dạng này mãng phu làm minh hữu, là phúc là họa. Cùng lúc đó, đối diện hoàng phủ trời xanh bốn người cũng hướng bọn họ nơi này xem ra, lại tất cả đều sắc mặt bình tĩnh. Riêng là hoàng phủ thanh thiên, chỉ là liếc mắt một cái, liền không còn đi xem, dường như hoàn toàn không có đem bọn hắn để vào mắt. Cái kia Trác Phàm, hiện tại vẫn không có xuất hiện. Hoàng phủ thanh thiên nhìn phía dưới thụ vạn chúng chú mục người Lạc gia các loại, sắc mặt bình tĩnh nói. Lâm Toàn Phong nghe đến, nhìn về phía hắn hì hì cười nói, đại công tử, ngài đã không kịp chờ đợi muốn xuất thủ sao? Không, ta chỉ là hiếu kỳ, liền lãnh tiên sinh đều tôn sùng người, đến tột cùng là cái gì nhân vật? Hoàng phủ thanh thiên vây quanh hai tay, một mặt lạnh nhạt, trên đời này, còn không có ta có thể nhìn đến trong mắt người, hy vọng tiểu tử này là một cái ngoại lệ đi. Hắc hắc hắc, đại công tử thật sự là biết anh hùng nặng anh hùng a, chắc hẳn đã rất muốn cùng tiểu tử kia giao thủ. Lâm Toàn Phong a dua đạo, lại là đột nhiên đổi lấy hoàng phủ thanh thiên một đạo lãnh mang, Lâm Toàn Phong, người tốt nhất chú ý một chút chính mình ngôn từ. Trên đời này, còn không có ai sẽ đáng giá ta đi hướng tới động thủ. Chỉ có một ít, tạm thời phối bị ta hủy đi người. Ta chỉ muốn nhìn một chút, người kia xứng hay không chết trong tay ta. Nếu là hắn không có tư cách này, thì giao cho các ngươi xử lý. Trong lòng bất giác run lên, Lâm Toàn Phong run rẩy gật gật đầu. Còn lại hai người gặp, không khỏi trong lòng cười nhạo, tiểu tử này ngày bình thường thông minh láo cá, lần này vuốt mông ngựa, đập tới đùi ngựa lên đi, hắc hắc hắc. Biết hai người khác chế giễu, Lâm Toàn Phong trong lòng thầm giận, trầm ngâm sau một lúc, đột nhiên trong mắt sáng lên, lần nữa đề nghị, đại công tử, không bằng để tại đi xuống hướng những cái kia người Lạc gia tìm gốc giả. Nếu là cái kia Trác Phàm ở chỗ này lời nói, nhất định sẽ xuất hiện. Nếu là không tại, cái kia liền dứt khoát. Tốt, người đi đi. Không chờ hắn nói hết lời, hoàng phủ trời xanh đã là khẽ gật đầu, đạm mạc lên tiếng. Sau một khắc, hắn liền cười lớn một tiếng. Một cái lắc mình không thấy tăm hơi. Xa xa hướng đối diện nhìn qua, đã thấy đối diện Tạ Thiên Thương mấy người cũng biến mất. Hoàng phủ thanh thiên suy nghĩ một trận, thản nhiên nói, các ngươi hai cái cũng đi theo, có lẽ. Lục Long muốn sớm đánh. Vâng. Hai người liếc nhau, cũng là trong nháy mắt lách mình không thấy, chỉ có hoàng phủ thanh thiên vẫn như cũ đứng ở nơi đó, trong mắt lóe ra thâm thúy ánh sáng.
lật thuyền trong mương, đây là Lãnh Vô Thường đối Hoàng Phủ Thanh Thiên lần này bách gia tranh minh hành trình một loại khả năng phán đoán. Tuy nhiên đây chỉ là một loại khả năng kết quả, nhưng lại đã đầy đủ để hắn gây nên coi trọng. Bởi vì trước kia, Lãnh Vô Thường tuyệt sẽ không nói cho hắn lên loại lời này. Cho nên nói, hắn không muốn gặp Trác Phàm, đó là giả. Làm vì một thượng vị giả tới nói, cho dù lại tự phụ, cũng phải hiểu, đem tai họa ngầm ách chết từ trong trứng nước, mới là thật an toàn. Đại tiểu thư, thiếu gia, vất vả. Tại mọi người chung quanh kinh dị nhìn soi mói, Lạc Vân Thường tỷ đệ cùng 10 vị thiếu niên hộ vệ nương theo lấy mọi người sôi động tiếng vỗ tay, đi xuống diễn võ đài. Bàng thống lĩnh đuổi bước lên phía trước thăm hỏi, nhìn lấy hai người cái kia thở hồng hộc bộ dáng, bất giác một trận đau lòng. Nếu không phải hắn cái này đại thô kịch tuổi đã cao, đã hoàn toàn quá tuổi lời nói, thật hận không thể thay thế cái này hai tỷ đệ lên sân khấu chiến đấu. Lạc Vân Thường nhìn lấy hắn khẽ gật đầu, lại là không nói gì, tựa hồ còn tương đương mỏi mệt. Bàng thống lĩnh không còn dám quấy rầy, vội vàng đem hai người dẫn hướng sau lưng trên ghế dài nghỉ ngơi, tiếp lấy mới vừa nhìn về phía cái kia 10 tên thiếu niên, khen ngợi gật đầu, hôm nay, các ngươi biểu hiện được cũng rất tốt, cho các ngươi cái một công. 10 vị thiếu niên mãnh liệt gật đầu một cái, trên mặt không quan tâm hơn thua, uyển như làm bằng sắt đồng dạng, biểu lộ không có biến hóa chút nào. Lạc Vân Hải gặp, thở mấy hơi thở, không khỏi một trận tán thưởng, bàng thống lĩnh, người đến tột cùng là huấn luyện như thế nào a? Những hộ vệ này tuổi còn nhỏ, lại như thế kiên nghị, cho dù ta tại Độc Cô đại quân bên trong, cũng chưa từng gặp qua dạng này người. Hắc hắc hắc, thiếu gia, ngài cái này có chỗ không biết, bọn gia hỏa này đều là lão bàng ta dựa theo Trác quản gia biện pháp huấn luyện, ấn hắn lời nói mà nói, lại ưu tú quân nhân cũng là xông pha chiến đấu, thế nhưng là bọn họ, lại là thời điểm then chốt tùy thời vì Lạc gia chịu chết. Bàng thống lĩnh nước bọt loạn tung tóe, ngay tại dương dương đắc ý kể rõ, lại là đột nhiên khẽ giật mình, nhìn về phía Lạc Vân Thường không nói thêm gì nữa, sắc mặt cũng là không khỏi đau thương lên. Lạc Vân Thường tay bất giác chăm chú, trong đôi mắt lệ quang ẩn ẩn thoáng hiện. Lạc Vân Hải hung hăng trừng bàng thống lĩnh liếc một chút, oán giận nói, để ngươi nói huấn luyện phương pháp, nói thẳng chính là, nói cái gì chữ chết. Bàng thống lĩnh rực rỡ cười một tiếng, vung tay hung hăng rút chính mình hai cái tát. Nhất thời liền đem hai má quất đến sưng đỏ, nổi giận mắng, đều là lão bàng ta trương này miệng thúi, lại nhắm chúng đại tiểu thư thương tâm. Ai, bàng thống lĩnh, ngươi đừng như vậy, ta không trách ngươi. Thế mà, còn không đợi hắn tiếp tục quất xuống, Lạc Vân Thường đã là gấp vội kêu lên, ngăn cản hắn, tiếp lấy trong mắt lần nữa lóe qua một đạo yêu thương, buồn bã nói, 5 năm, không có hắn một chút tin tức. Tuy nhiên lệ lão nói hắn nhất định còn sống. Thế nhưng là nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ cũng không có chút nào nắm chắc. Ai, nếu là hắn còn tại thế, như thế nào lại không tin tức đến bây giờ? Nói, trong mắt nàng nước mắt liền như mưa, khỏa khỏa trượt xuống. Lạc Vân Hải nhìn đến một trận đau lòng, bàng thống lĩnh cũng là ai thán một tiếng, nghiêng đầu sang chỗ khác, không biết nên như thế nào khuyên giải. Trác Phàm mất tích, hoặc là đã bỏ mình, là để cho cả Lạc gia cũng không nguyện ý tiếp nhận. Nhưng lại không thể không tiếp nhận sự thật. Toàn bộ Lạc gia đều vào thời khắc ấy rơi vào nặng nề trong bi thống. Nhưng là đã nghèo còn gặp cái eo, Trác Phàm không tại, những cái được gọi là minh hữu đối Lạc gia thái độ, tựa hồ cũng phát sinh một chút biến hóa, đối Lạc gia viện trợ lại cũng bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Đây thật là, người đi trà lạnh a. Có đến vài lần, Lạc Vân Thường đều hận không thể đem trấn thủ gia tộc mấy vị kia thần chiếu trưởng lão bày ra đến. Cho bọn hắn nhìn xem. Trác Phàm tuy nhiên đi, nhưng lưu lại dĩ nhiên đã không là năm đó cái kia nhỏ yếu gia tộc. Hiện tại Lạc gia, hoàn toàn có thực lực cùng 7 nhà đặt song song. Nhưng là vừa nghĩ tới Trác Phàm đã từng cảnh cáo, bất cứ lúc nào đều không muốn đem tính quyết định át chủ bài triển lãm người khác, bao quát bằng hữu, Lạc Vân Thường liền lại đè xuống ý nghĩ này. Giờ này khắc này, nàng càng là muốn hướng chỗ có người chứng minh. Bọn họ Lạc gia tại bách gia tranh minh bên trong có một trận chiến thực lực, riêng là cho bọn hắn những cái kia minh hữu nhìn xem, bọn họ vẫn như cũ đủ tư cách tiếp nhận bọn họ liên tục không ngừng đưa tới vật tư trợ giúp. Cho nên, vô luận như thế nào, nàng đều muốn dẫn dắt Lạc gia đi đến bách gia tranh minh trận chiến cuối cùng. Thật sâu hít một hơi, Lạc Vân Thường xóa đi hai má nước mắt,
trong mắt lần nữa lóe qua một đạo kiên định, đứng dậy, đi ra ngoài, đi thôi, đại trưởng lão chắc là chờ ở bên ngoài đã lâu. Lạc Vân Hải cùng Bàng thống lĩnh gặp, không khỏi cùng nhau trong lòng run lên, nhìn về phía đi ở đằng trước cái kia đạo mảnh mai bóng người, một trận nổi lòng tôn kính. Những năm này Trác Phàm không tại, Lạc Vân Hải lưu tại Độc Cô Quân bên trong, toàn bộ Lạc gia liền từ vị đại tiểu thư này một vai nâng lên. Riêng là hay không thời gian, còn muốn cùng những cái kia minh hữu hội đàm. Nàng không có Trác Phàm bản lĩnh, cũng không có Trác Phàm bá khí cùng gian trá, lại là từ vừa mới bắt đầu khiếp đảm, chậm rãi có thể cùng bảy nhà cao tầng nhìn thẳng vào, lá mặt lá trái, cùng nhau đi tới, lại chân chính có cấp trên khí thế. Thế nhưng là bên trong chua xót, bị bao nhiêu chế nhạo cùng khinh miệt, cũng chỉ có nàng chính mình biết được. Thở dài, Bàng thống lĩnh cùng Lạc Vân Hải liếc nhau, theo thật sát phía sau nàng. Chỉ chốc lát sau, ba người liền mang theo 10 tên hộ vệ ra diễn võ trường cửa lớn. Chỗ đó sớm đã có Lạc gia đại trưởng lão Lôi Vân Thiên, mang theo một đám Ngụy Thiên Huyền chờ. Vân Thường, Vân Hải, chúc mừng các ngươi, 2-18 thắng liên tiếp. Lôi Vân Thiên tiến lên ôm một cái quyền, vẻ mặt vui cười giạt rào nói. Lạc Vân Thường lông mày nhíu lại, cười nói, Lôi bá bá, ngài ở bên ngoài đều biết chúng ta thắng lợi tin tức. Đó là đương nhiên, giống như vậy sôi động tiếng vỗ tay, những ngày này, ta thế nhưng là nghe được lỗ tai đều lên kén, như thế nào nhận lầm. Ha ha ha, Lôi Vân Thiên cởi mở cười lớn một tiếng, khắp khuôn mặt là vui ý. Lạc Vân Thường mấy người cũng là nhìn nhau cười cười, bồi tiếp Lôi Vân Thiên hướng Lạc ra chỗ ở đi đến. Vừa đi, một bên chuyện trò vui vẻ. Cái kia Lôi bá bá, đã ngài đều nghe được lỗ tai lên kén, vậy ngày mai đổi một loại thanh âm như thế nào? Không muốn, lão phu thì cái này tiếng vang nghe được thoải mái, ha ha ha. Nương theo lấy trời chiều rơi xuống, cả đám chờ vừa nói vừa cười, vì hôm nay thắng lợi cao hứng. Phía sau bọn họ trừ 10 tên thiếu niên hộ vệ bên ngoài, chính là những cái kia Ngụy Thiên Huyền cao thủ. Bất quá, tuy nhiên những người này thực lực bá đậu, đoán chừng liền những thiếu niên kia cao thủ cũng không bằng. Nhưng là cái kia trang bức khí thế, lại là một cái so một cái mạnh, đến mức người đi đường gặp, toàn cũng không khỏi đến âm thầm tắc lưỡi, sợ hãi thán phục lên tiếng. Đậu phộng, cái này Lạc gia thật đúng là danh phó thực hắc mã, thế mà dưỡng hơn 20 cái Thiên Huyền cao thủ. Số lượng này chỉ sợ liền bảy thế gia đều không kịp đi. Thế nhưng là bọn họ làm sao biết, những thứ này cũng là con cọp giấy, hù dọa người chơi. Bất quá thì cùng lúc trước Phương Thu Bạch nói tới một dạng, bắt bọn hắn đi ra trang trang bức, vẫn là không hề có một chút vấn đề. Siêu! Đột nhiên, một đạo vi phong xẹt qua trước người, chính cười nói tự nhiên đi lại Lạc Vân Thường, bỗng nhiên khẽ giật mình, vô ý thức sờ sờ vành tai, lại là sắc mặt đại biến. Thế nào, Vân Thường, Lôi Vân Thiên sững sờ, không khỏi hỏi. Khẽ chau mày, Lạc Vân Thường trong mắt lóe lên một đạo vẻ nghi hoặc ta. Tai ta vòng không thấy. Tỷ, có phải hay không là ngươi rơi ở đâu? Lạc Vân Hải nghe đến, nhìn chung quanh một chút, lớn tiếng hô quát tất cả mọi người nghe lấy. Tỷ ta khuyên tai không thấy, mọi người giúp đỡ tìm một chút ra. Kết quả là, tất cả mọi người cúi đầu tới lui nhìn lấy. Tìm kiếm lấy cái kia nhỏ vòng khuyên nhỏ, lại là cái gì cũng không tìm được. Đúng lúc này, một tiếng quái dị tiếng cười lại là đột nhiên truyền ra, ha ha ha. Một đám ngu ngốc, các ngươi muốn tìm đồ, ở chỗ này đây. Đinh linh linh. Một đạo thanh thúy tiếng vang phát ra, mọi người vội vàng nhìn qua, đã thấy một vị thân mang áo bào xanh tà dị nam tử, trong tay chính cầm lấy một cái tinh xảo khuyên tai, phát ra êm tai tiếng vang. Lạc Vân Thường dương mắt xem xét, không khỏi cả kinh nói cái kia. Đó là tai ta vòng. Khoái hoạt Lâm Xuyên Lâm Dực Long, Lâm Toàn Phong. Thế nhưng là nàng kinh hãi, Lạc Vân Hải càng kinh hãi, không khỏi hét to lớn tiếng. Lời vừa nói ra, toàn bộ nhân tài lại khiếp sợ không hiểu nhìn về phía nam tử kia. Đây chính là thiên vũ mạnh nhất đệ tử, lục long nhất phượng bên trong Xuyên Lâm Dực Long. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sắc mặt tất cả đều ngưng trọng lên. Riêng là cái kia hơn 20 cái Ngụy Thiên Huyền, trên đầu sớm đã tràn đầy mồ hôi. Bọn họ ngày này huyền tu vì thế nhưng là giả, ở đâu là lục long nhất phượng đối thủ. Huống hồ, liền xem như thật, cũng tuyệt đối đánh không lại a.
Cái này Lục Long Nhất Phượng uy danh, cho dù tại Thiên Huyền trong cao thủ, cũng là số một số hai tồn tại, ở đâu là bọn họ có thể với tới. Thật không biết cái này Lâm Toàn Phong đến tột cùng là vì cái gì, muốn cản bọn họ lại đường đi, muốn tìm lỗi sao. Thế nhưng là ngươi một cái ngự hạ thất gia, tìm chúng ta gốc dạ làm gì, cũng không sợ mất thân phận. Trong lòng mọi người một trận oán thầm, Lạc Vân Hải đồng dạng mặt hiện nghi hoặc. Lâm Toàn Phong thật sâu nhìn Lạc Vân Hải liếc một chút, nhíu nhíu mày nói, không hổ là cùng Độc Cô Chiến Thiên lão gia hỏa kia 5 năm thứ 5 hổ, thật có chút kiến thức, vậy mà có thể nhận ra ta. Đương nhiên, chúng ta tuy nhiên thân ở binh nghiệp, nhưng nhìn trời vũ các đại thế lực nhân vật thành danh, nghĩa phụ đều sẽ có đề điểm, ta đương nhiên nhận biết ngươi. Lạc Vân Hải chỉnh chỉnh thân thể, không sợ hãi chút nào, hét lớn lên tiếng, ngược lại là ngươi, đây là ý gì? Đừng quên tại cái này vân bên trong tòa Long Thành, bách gia tranh minh trong lúc đó, các đại thế gia cũng không thể tùy ý gây chuyện. Ngươi hôm nay ở đây cản đường, chẳng lẽ muốn khiêu khích Độc Cô Nguyên soái lập hạ cấm lệnh sao? Hắc hắc hắc, người khác cầm lão đầu kia danh hào đi ra dọa người, bổn công tử cũng không ăn cái kia một bộ. Không khỏi sùi cười một tiếng, Lâm Toàn Phong hí ngược đạo, tiểu tử, người biết lão đầu kia vì sao để ngươi giải thiên vũ các đại thế lực nhân vật sao? Vậy liền là để cho ngươi biết, có ít người, hắn lão nhi kia cũng như cũ không thể trêu vào, để ngươi cẩn thận một chút. Còn cái kia cấm lệnh, chỉ là cấm đồng dạng thế gia, nhưng là không quản được chúng ta bảy thế gia trên đầu đến. Trong mắt bỗng nhiên ngưng tụ, Lạc Vân Hải trên mặt nộ khí chợt hiện, ngươi dám công nhiên chống lại cấm lệnh, đợi ta báo cáo nguyên soái, bình tĩnh đưa ngươi nghiêm trị không thể. Ha ha ha, ngươi thơ tiểu nhi, bổn công tử đã sớm nói. Lão đầu kia không quản được trên đầu ta. Không khỏi cười lớn một tiếng, Lâm Toàn Phong bá một tiếng, liền biến mất bóng người, đợi lúc xuất hiện lần nữa, đã là đi vào Lạc Vân Thường bên người. Thật sâu hít một hơi trên người nàng hương thơm, đem cái kia khuyên tai ở trước mặt nàng lung lay, cười ta nói, mỹ nữ, hôm nay bồi bổn công tử một đêm như thế nào. Gương mặt bất giác đỏ bừng, Lạc Vân Thường một mặt giận dữ. Vung lên một bàn tay hướng hắn vỗ qua, hạ lưu. Bạch! Thế mà, một trưởng này lại là phiến hư không? Lâm Toàn Phong lần nữa trở lại ban đầu đến địa phương, nhìn lấy mọi người cười nhạo nói, ha ha ha. Nguyên lai Lạc gia chỉ có chút năng lực ấy, liền tìm ra một cái có thể đụng phải bổn công tử góc áo người đều không có, thế mà cũng dám ở Vân Long Thành hung hăng càn quấy. Người tới, chúng ta cùng tiến lên, Lôi Vân Thiên không khỏi hét lớn. Liền dẫn đầu sông đi lên. Lúc này hắn tu vi đã đến Thiên Huyền ngũ trọng, chỉ là trong nháy mắt liền đi đến Lâm Toàn Phong trước người, nhất chỉ đánh ra. Còn lại những cái kia Ngụy Thiên Huyền không có cách nào, đành phải kiên trì đuổi theo. Thế nhưng là đối mặt cái này bất chợt tới nhất chỉ, Lâm Toàn Phong lại là nhếch miệng lên, không sợ chút nào. Sau một khắc, làm cho người khó có thể tin sự tình phát sinh. Nhưng gặp hắn bóng người lóe lên, đã là biến mất bóng người, ngay sau đó Lôi Vân Thiên sau lưng cái kia hơn 20 tên Ngụy Thiên Huyền, trong nháy mắt bị từng cái đánh bại. Sau đó, Lâm Toàn Phong lại đi tới lúc trước vị trí, lúc này, Lôi Vân Thiên vọt tới trước cái kia một cái lôi chỉ, thậm chí còn không tới thông suốt. Hắn không kiên nhẫn ngáp một cái, nhẹ nhàng một nắm, liền đã đem cái kia bôn lôi dập tắt tại trong lòng bàn tay, một mặt cười nhạo nhìn về phía hắn, thì thào lên tiếng, quá chậm. Bổn công tử đều đã đánh một cái tới lui. Tiếng nói vừa dứt, Lâm Toàn Phong một chân đá ra, thoáng chốc liền đem Lôi Vân Thiên bộ xương già này đá bay ra ngoài. Một miệng đỏ thẫm máu tươi không khỏi phun ra, Lôi Vân Thiên bất đắc dĩ đổ vào Lạc Vân Thường tỷ đệ hai người trước người. Thế nhưng là giờ này khắc này, cái kia hơn 20 tên Ngụy Thiên Huyền, cũng mới vừa vặn ngã xuống, đúng là so Lôi Vân Thiên ngã xuống lúc còn muốn chậm một ét đồng hồ. Mấy người bọn hắn, thế nhưng là trước bị đánh bại a. Thật nhanh. Bất giác hít sâu một hơi, Lạc Vân Hải trên mặt đã là mặt mũi tràn đầy vẻ mặt ngưng trọng. Tuy nhiên hắn biết Lâm Toàn Phong là lấy nhanh nổi tiếng, nhưng lại không nghĩ rằng lại nhanh đến như thế làm cho người giận sôi cấp độ, quả thực đã thoát khỏi thời không hạn chế. Cho dù hắn vừa mới căn bản không thấy rõ Lâm Toàn Phong như thế nào động tác, tựa hồ hắn vẫn tại đứng nơi đó, nhưng là cũng biết. Hắn nhất định là lấy cấp tốc, đem tất cả mọi người trong nháy mắt đánh bại. Sau đó không có quá nhiều suy nghĩ,
Lạc Vân Hải vội vàng ngăn tại tỷ tỷ trước người, một mặt đề phòng. Lạc Vân Thường cũng là đầy mặt vẻ mặt ngưng trọng, cùng Bàng thống lĩnh liếc nhau, như lâm đại địch giống như nhìn về phía trước. Lục Long thực lực, không phải bọn họ có thể đối phó đến. Giờ này khắc này, bọn họ hy vọng dường nào, người kia lại đột nhiên xuất hiện. Đồng dạng, Lâm Toàn Phong cũng đang chờ hắn đến. Trùng Thiên Ma Long, thật đã chết a. Nếu không lời nói, loại tình hình này còn không hiện thân, vậy liền thật sự là rùa đen rút đầu. Nhẹ nhàng liếc mọi người liếc một chút, Lâm Toàn Phong trong mắt lóe lên một đạo cười nhạo tới. Trong lòng cùng nhau run lên, lúc này, Lạc Vân Thường bọn họ mới hiểu được, nguyên lai người này nhằm vào lại là Trác Phàm. Nghĩ đến hắn là cho rằng Trác Phàm là ẩn tàng thân hình, không lộ diện, cho nên mới dùng loại phương pháp này ép hắn hiện thân. Bất quá, đáng tiếc là, Trác Phàm lại là thật không ở nơi này. Lạc Vân Thường chờ trong lòng người một trận đau khổ, nhìn về phía cái kia Lâm Toàn Phong càng là bi phẫn nói, nếu như ta Lạc gia Trác quản gia ở đây, chỗ nào đến phiên ngươi đến phách lối. Gào to, xem ra các ngươi đối cái kia Trác Phàm thật rất nể trọng. Có điều, coi như hắn hiện thân lại như thế nào, một cái bị một số bất nhập lưu thế gia, mang theo Trùng Thiên Ma Long xưng hào, miễn cưỡng đưa thân Lục Long nhất phượng tiểu tử, bổn công tử còn không để vào mắt. Trong mắt lóe lên một đạo tàn khốc, Lâm Toàn Phong bóng người lần nữa biến mất không thấy, trở lại xuất hiện lúc, đã là đi vào Lạc Vân Thường trước người. Trong mắt bỗng nhiên co rụt lại, mọi người cùng nhau quá sợ hãi, cái này Lâm Toàn Phong tốc độ cũng không tránh khỏi quá nhanh a, bọn họ vậy mà không có chút nào bất luận cái gì phát giác. Riêng là Lôi Vân Thiên, càng là nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Đồng dạng thân là thiên huyền cường giả, tốc độ tuyệt không có khả năng chênh lệch như thế to lớn. Nhưng là bây giờ, Lâm Toàn Phong cũng là minh minh bạch bạch nói cho hắn biết, bọn họ Lục Long thế nhưng là cùng bình thường thiên huyền cao thủ có một trời một vực chênh lệch. Khóe miệng nhếch lên một cái tà dị đường cong, Lâm Toàn Phong tại Lạc Vân Thường kinh khủng ánh mắt bên trong, nhẹ nhàng nâng lên nàng bóng loáng tinh tế tỉ mỉ cái cằm, một mặt lỗ mãng nói, Lạc đại tiểu thư. Nếu là ở phía dưới làm tiểu thư khách quý, vậy cái kia cái Trác quản gia, có phải hay không liền thành ta thủ hạ? Từ nay về sau, muốn vĩnh dưới ta xa. Đừng động ta tỉ tỉ. Lạc Vân Hải giận dữ, quay người một cái đá bay thẳng tắp hướng hắn bụng dưới đá vào. Lôi Vân Thiên cùng Bàng thống lĩnh cũng là cùng nhau hướng hắn phóng đi, nhất quyền đánh ra. Lôi Vân Thiên toàn thân sấm sét nổ vang, Bàng thống lĩnh một thân hắc khí vần quanh, như nộ mục kim cương. Thả ra chúng ta đại tiểu thư. Thế nhưng là, Lâm Toàn Phong lại là không sợ chút nào, thậm chí hoàn toàn không có xem bọn hắn liếc một chút, lại căn bản không đem bọn hắn để vào mắt. Chỉ là tại Lôi Vân Thiên xông lên trước lúc, vung tay vồ một cái cổ tay, liền thuận thế ném tới Bàng thống lĩnh trước người. Bàng thống lĩnh một cái không có phanh lại, liền cùng đại trưởng lão Lôi Vân Thiên hung hăng đụng vào nhau, bay ra ngoài, cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi. Mà đối cái kia chỉ có đoán cốt cảnh tam trọng Lạc Vân Hải, hắn thì càng là không thèm để ý. Chỉ bất quá tùy ý nâng lên một chân, nhẹ nhàng dẫm mạnh, liền đem cái này một cái thế lớn lực bỗng nhiên đá một cái, dẫm tại lòng bàn chân. A! À, Lạc Vân Hải phát ra tê tâm liệt phế kêu thảm, xương đùi phía trên thậm chí phát ra nứt toác vang động. Lạc Vân Thường quính lên, vội vàng kêu to đánh tới, Vân Hải. Thế nhưng là, nàng thân thể vừa động. Cũng là bị cái kia Lâm Toàn Phong một phát bắt được cổ tay trắng, ta dị nhìn về phía nàng, giống như một giống ác ma, nhếch miệng khẽ cười nói, Lạc tiểu thư, tại hạ làm ngươi khách quý như thế nào. Lạc Vân Thường nhìn lấy hắn, khẽ cắn môi, trong mắt lệ quang chớp động, đã sợ hãi, nhưng càng nhiều lại là phẫn hận, song quyền cũng không cảm thấy hung hăng nắm lại tới. Thế nhưng là gặp nàng trầm ngâm không nói, Lâm Toàn Phong lại là lần nữa tà cười một tiếng. Dưới chân lại vừa dùng lực. A! À, Lạc Vân Hải lần nữa phát ra một tiếng chấn thiên triệt địa kêu thảm, nhưng là gọi vào một nửa, liền đột nhiên đình chỉ, cứng rắn là mình nín trở về. Mãnh liệt đau đớn, lệnh hắn toàn bộ sắc mặt đều tăng thành đỏ tía. Nhưng là hắn biết, hắn không thể để cho. Hắn nếu để cho, tỷ tỷ đem về càng thêm bị áp chế, Lạc gia thể diện cũng đem quét qua hết sạch. Tại Độc Cô Đại Quân thời gian dài mài, đã đem hắn theo một cái yếu đuối Lạc gia tiểu thiếu gia, biến là chân chính thiết hán. Há, vẫn rất có thể chịu. Mi đầu hơi nhíu,
Lâm Toàn Phong cũng là kỳ dị liếc hắn một cái, trong mắt bỗng nhiên lóe qua một đạo ngoan sắc, dưới chân mãnh liệt vừa dùng lực. Răng rắc một tiếng, nhưng nghe xương đùi đứt gãy thanh âm, rõ ràng truyền vào tất cả mọi người trong tai, nhưng là Lạc Vân Hải lại một mực cắn chặt hàm răng, trên đầu mồ hôi lạnh chảy ròng, cho dù trên mặt đã cấp tốc trắng xám xuống tới, nhưng như cũ không rên một tiếng. Lôi Vân Thiên cùng Bàng thống lĩnh nhìn đến lòng nóng như lửa đốt, đau lòng nhức óc, lại tiếc là không làm gì được thân bị trọng thương, không thể động đậy mảy may, chỉ có thể lo lắng suông. Còn cái kia hơn 20 cái Ngụy Thiên Huyền, càng là dọa đến toàn thân run rẩy, không dám tiến lên mảy may, có càng là trực tiếp giả chết, liền ánh mắt cũng không dám tĩnh một chút. Bọn họ làm hoàng thất thị vệ lúc, cũng không dám tùy tiện trêu chọc bảy thế gia, chớ nói chi là hiện tại. Những thiếu niên kia hộ vệ ngược lại rất có gan, nhưng là vừa đi lên liền trực tiếp bị nhất trưởng đánh bay, ngất đi, thực lực chênh lệch quá lớn. Lạc Vân Thường nhìn lấy đây hết thảy, tim như bị đao cắt, hàm răng đều nhanh muốn cắn nát, lại là vẫn như cũ im lặng. Tại Lạc gia tôn nghiêm cùng đệ đệ thống khổ ở giữa, bồi hồi không quyết. Trong mắt bỗng nhiên chừng một cái, Lâm Toàn Phong ra sức vồ một cái nàng cổ tay trắng, chỉ đem cái kia tay ngọc tóm đến sưng đỏ. Gào thét lên tiếng, nói, để bổn công tử trở thành ngươi khách quý, làm Trác Phàm chủ tử. Hừ, ngươi cũng xứng, cười lạnh, Lạc Vân Thường khinh miệt liếc nhìn hắn một cái, suy cười ra tiếng, cùng Trác Phàm so ra, ngươi chính là mặt đất một đống cứt chó. Đừng nói làm hắn chủ tử, cho hắn sách giày cũng không xứng. Mí mắt nhìn không được nhảy nhót, Lâm Toàn Phong khẽ cắn môi, vung tay thì hướng Lạc Vân Thường vỗ qua, thối nữ nhân. Cho thể diện mà không cần. Lạc Vân Thường không hề sợ hãi mà nhìn xem, lại là không có một chút sợ hãi cùng né tránh chi ý, còn lại người gặp lại là khẩn trương, muốn giúp đỡ, lại vô luận như thế nào đều không động đậy thân thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn đại tiểu thư, thụ người kia ức hiếp. Hưu. Đột nhiên, một đạo lụa trắng bay qua, Lâm Toàn Phong trong mắt ngưng tụ, huy động bàn tay bỗng nhiên dừng lại. Sau một khắc, trong nháy mắt không thấy bóng người, mà cái kia đạo lụa trắng cũng vừa theo hắn nguyên lai chỗ vị trí xẹt qua. Chờ hắn lại hiện ra thân thể, đã là rời xa Lạc gia tỷ đệ xa mấy chục thước. Một mặt âm trầm nhìn về phía lụa trắng bay tới phương hướng, Lâm Toàn Phong lạnh lùng lên tiếng, phi thiên hàn phượng sở khuynh thành, nơi này không có ngươi sự tình, thiếu mẹ hắn nhúng tay. Hừ, khi dễ nữ nhân loại sự tình này, tại Hoa Vũ Thành là tuyệt đối sẽ không cho phép. Theo mấy đạo nhẹ nhàng chậm chạp tốc độ truyền đến, một đạo bạch sắc bóng hình xinh đẹp mang theo thanh hoa mẫu đơn hai vị lâu chủ, dần dần xuất hiện ở trước mặt mọi người. Riêng là cái kia thân ảnh màu trắng, tư thái thướt tha, giống như thiên tiên hạ phàm, tuy nhiên có lụa mỏng che mặt, thế nhưng cỗ xuất trần tuyệt diễm khí chất, cho dù là Lạc Vân Thường gặp, cũng không cảm thấy ngốc ngẩn ngơ. Thiên hạ lại có như thế tiên khí lượn lờ chi nữ tử, nàng, cũng là Sở Khuynh Thành sao? Đón lấy, nàng mới nhìn hướng thanh hoa mẫu đơn hai vị lâu chủ, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mừng rỡ, thanh nhi tỷ tỷ, mẫu đơn tỷ tỷ. Tại Trác Phàm sau khi mất tích, cùng ba nhà minh hữu hội đàm bên trong, có lẽ là đều là nữ người quan hệ, Lạc Vân Thường cùng hai người này quan hệ thứ nhất hòa hợp. Hai người này đối Lạc Vân Thường ấn tượng cũng vô cùng tốt, có lẽ là cùng Trác Phàm so sánh a, Lạc Vân Thường trong mắt bọn hắn quả thực thì là thiên sứ đồng dạng tồn tại. Nào giống cái kia Trác Phàm, gian trá cùng ma quỷ một dạng. Cho nên dần dà, ba người ngược lại là tình như tỉ muội. Thấy tình cảnh này, hai người vội vàng đi vào bên người nàng, quan tâm nói, Vân Thường, không có sao chứ. Lạc Vân Thường lắc đầu, nở nụ cười hớn hở, mới vội vàng đem đệ đệ cùng Lôi trưởng lão, Bàng thống lĩnh ba người đỡ dậy, thanh hoa mẫu đơn hai vị lâu chủ, cũng gấp gấp đưa lên đan dược. Sở Khuynh Thành không có xem bọn hắn liếc một chút, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm đối diện Lâm Toàn Phong, trên mặt một mảnh màu lạnh. Lâm Toàn Phong sờ mũi một cái, trong mắt không tốt, đạm mạc lên tiếng, Sở Khuynh Thành, nơi này không phải Hoa Vũ Thành, càng không phải là các ngươi Hoa Vũ lâu địa bàn, chớ xen vào việc của người khác. Xin lỗi, quản quen thuộc, Sở Khuynh Thành lạnh hừ một tiếng, khinh thường cười cười. Trong mắt bất giác ngưng tụ. Lâm Toàn Phong cười lạnh nói, đã như vậy, vậy thì đắc tội. Tiếng nói vừa dứt, hưu một tiếng, Lâm Toàn Phong lần nữa biến mất bóng người. Thấy tình cảnh này,
Lạc Vân Thường bọn người cùng nhau khẩn trương, hốt hoảng ngó nhìn xung quanh lấy. Thanh Hoa cùng mẫu đơn lâu chủ lại là vỗ vỗ tay nàng lưng, để cho nàng giải sầu. Đúng lúc này, Sở Khuynh Thành cũng bắt đầu động, giữa song trường, cuồn cuộn pha trộn bạch khí dần dần phát lên, lượn lờ bốn phía. Ngay sau đó, cái này cỗ bạch khí cấp tốc khuếch tán, mặt đất cũng lập tức kết lên một tầng đạm mạc sương lạnh. Cũng ngay một khắc này, Lâm Toàn Phong cái kia biến mất bóng người chậm rãi hiển hiện, toàn thân cao thấp, đã là có cuồn cuộn hàn khí quay chung quanh, chậm rãi ngưng xương. Hắn động tác, cũng lấy mắt trần có thể thấy tốc độ, cứng ngắc. Không khỏi giật nảy cả mình, Lâm Toàn Phong đột nhiên lui về phía sau, không còn dám tiến lên mảy may, thân thể chấn động, liền đem toàn thân xương hoa chấn vỡ. Chỉ là cái kia trong hai con ngươi, đã bị sợ hãi chỗ bố trí đầy. Hàn băng lĩnh vực, ngươi nguyên thần tu vi đã sắp đột phá thần chiếu sao. Lâm Toàn Phong quá sợ hãi nhìn về phía Sở Khuynh Thành, không thể tin nói. Hắn tâm lý minh bạch, cái này xương lạnh cũng là Sở Khuynh Thành tại chính mình thần thức lĩnh vực phía dưới, bố trí nhất đạo bình chướng. Phàm là tiến vào cái này xương lạnh bên trong, mặc kệ tốc độ nhanh nữa, đều chạy không khỏi nàng cảm giác. Cái này, chính là đột phá thần chiếu cảnh điềm báo. Đợi đến nàng hàn băng lĩnh vực hóa là chân chính vô hình thần thức, liền coi như là chân chính lĩnh ngộ thần thức lĩnh vực tình trạng, giống Trác Phàm như thế, nắm giữ tiến vào thần chiếu cảnh tư cách. Đến mức ý niệm giết người loại này thần chiếu cảnh đặc thù thần thông, cũng rất nhanh liền có thể làm được. Sắc mặt dần dần âm trầm xuống, Lâm Toàn Phong một mặt vẻ mặt ngưng trọng, nghe nói người hoang phế 10 năm thời gian tu luyện. Nhưng nghĩ không ra nhanh như vậy thì đuổi theo. Sở Khuynh Thành, tại Lục Long Nhất Phượng bên trong, người cũng coi là nổi bật, bội phục bội phục. Nếu biết giữa chúng ta thực lực sai biệt, thì mau cút đi. Tại sao cùng 7 nhà giao chiến trước đó, ta còn không muốn gây ra chuyện gì bưng tới. Sở Khuynh Thành liếc nhìn hắn một cái, lạnh lùng nói. Lâm Toàn Phong trong lòng thầm giận, sắc mặt âm trầm đáng sợ. Thế nhưng là rất nhanh. Liền nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một bộ nụ cười quỷ dị, Sở Khuynh Thành, ngươi không khỏi quá tự phụ. Bằng ngươi một người, còn không làm gì được bổn công tử. Hưu. Đột nhiên, tiếng xé gió lên, Sở Khuynh Thành trong mắt ngưng tụ, cảm nhận được sau lưng phong tiếng nổ lớn, không dám thất lễ, quay đầu nhất trưởng. Đụng một tiếng, song trưởng giao kích, Sở Khuynh Thành lại là song đồng bỗng nhiên co rụt lại, ra sức đẩy, liền đem người tới đỉnh trở về. Đợi lại nhìn về phía bàn tay lúc, đã là một mảnh xanh đậm chi sắc. Bất quá may mà, Sở Khuynh Thành trong lòng bàn tay ngưng một tầng đạm mạc xương hoa. Nguyên lực chấn động, đem tầng kia băng xương đánh rơi xuống tới đất, lập tức liền vang lên xoẹt xẹt tiếng hủ thực, thậm chí còn có một cỗ mùi vị khác thường truyền ra. Sở Khuynh Thành nhẹ bịt mũi tử, liền lùi lại hai bước, không khỏi quá sợ hãi, thật mạnh độc tính. Chờ ngẩng đầu nhìn qua lúc. Lại thấy người tới là cái một nửa khuôn mặt đã tím xanh người, sắc mặt bất giác cấp tốc chìm xuống, Vân Sơn Độc Long, Nghiêm Bán Quỷ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 19.